Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Tập 149. Cùng lắm thì cá chết lưới rách thôi. Dù sao Lệ Thiên Thu trước kia cũng là hộ pháp một giáo. Cho dù hắn ta không còn sức phản kháng, hắn ta cũng không hoàn toàn vứt bỏ tôn nghiêm của mình. Nếu bổn hộ pháp chết, các ngươi cũng đều phải chết ở đây. Ngươi có chết hay không, đối với chúng ta cũng không tạo thành ảnh hưởng gì. Hạ Thiên hờ hững nói, đối với cái nơi rách nát này, ta lúc nào cũng có thể mở một lối ra. Dõng dạc, ngươi thật sự cho rằng ngươi không gì làm không được. Lệ Thiên Thu cố nén cơn đau, cười nhạo, đây chính là pháp bảo đến từ Liên Minh Tu Tiên, ẩn chứa sức mạnh pháp tắc. Mặc dù không đồng sinh cộng tử cùng chủ nhân, nhưng chủ nhân chết, nó ít nhất sẽ bị phong tỏa 1 vạn năm. 1 vạn năm trước, bổn hộ pháp bỏ mình, nó đã bị phong tỏa. Cho đến mấy tháng trước mới tỉnh lại, nếu như ta chết thêm lần nữa, các ngươi chỉ có thể đợi đến 1 vạn năm sau. Biểu hiện Mộc Hàm hơi do dự, nàng cảm giác được đối phương không hề nói dối. Liên quan đến Liên Minh Tu Tiên, mặc dù các nàng biết không nhiều, nhưng cũng biết văn minh tu tiên cao hơn Tiên Vân Đại Lục. Mỹ Nhi cũng hơi lo lắng, nhỏ giọng nói, nếu không, chúng ta giữ lại mạng của hắn ta, chờ sau khi rời khỏi đây, chúng ta mang hắn ta về Lam Kinh giao cho Thanh Nhã, để nàng ấy phòng ấn hắn ta là được. Mộc Hàm suy nghĩ một chút, cảm thấy kế này có thể thực hiện được, vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có thể làm như vậy. Hoàn toàn không cần thiết phải như thế. Hạ Thiên khoát tay khinh thường, cho dù tên ngốc này nói là thật, ta cũng có cách giải quyết. Ngươi có cách cái dám? Lệ Thiên Thu châm chọc, đây chính là sức mạnh pháp tắc. Trừ phi ngươi có tu vi từ chân tiên trở lên, nếu không, ngươi đừng hòng phá vỡ quy tắc này. Phá vỡ? Tại sao lại phải phá vỡ? Hạ Thiên mỉm cười nhìn Lệ Thiên Thu, ngươi vừa nói pháp bảo được khóa cùng chủ nhân, vậy thì đơn giản thôi, cứ thay chủ nhân của cái thứ pháp bảo rách nát này không phải được rồi sao? Mộc Hàm một lần nữa liếc nhìn Mỹ Nhi, chủ ý này hình như có thể thực hiện. Ngươi cho rằng pháp bảo là gì, linh kiện bình thường sao? Lệ Thiên Thu hơi sợ hãi, giọng nói cũng lớn hơn, Vạn Quỷ Huyên là pháp bảo bổn mệnh của ta, cùng một thể với mệnh cách của ta. Thay chủ nhân cho nó, đúng là buồn cười, ngươi cho rằng bổn hộ pháp sẽ ngồi chờ chết à? Ngươi có ngồi chờ chết hay không, liên quan gì đến ta? Hạ Thiên nhếch miệng, giữ ngón tay lộ ra ngân châm, mệnh cách gì, cứ đổi với nhau là được. Lệ Thiên Thu chỉ cho rằng Hạ Thiên đang hồ ngôn loạn ngữ. Hắn ta lạnh giọng nói, cho dù ngươi có bản lãnh này, nhưng ngươi không có vật dẫn tiếp nhận mệnh cách. Quỷ nơi này đều bị ngươi giết sạch, các ngươi không phải quỷ tộc, không cách nào kiêm dung với mệnh cách của ta. Ha ha, hành động của ngươi chính là gieo gió gặt bão. Con ngươi Hạ Thiên đảo một vòng, chợt nhớ đến điều gì đó, hắn quay sang nói với Mị Nhi, ta nhớ hình như có lưu lại tiểu quỷ Mao Tế. Vợ Mị Nhi, nàng xuống Nhị Uyên dẫn tiểu quỷ kia đến đây. Mị Nhi biến mất không thấy đâu, khi quay trở lại, trong tay có mang theo một thứ đang run lẩy bẩy. Nàng tiện tay ném thứ đó xuống đất, ở đây này. Mộc Hàm nhìn sang, thứ đồ run lẩy bẩy kia rõ ràng là một con tiểu quỷ toàn thân đầy lông. Hạ Thiên mỉm cười thỏa mãn nói với Lệ Thiên Thu, vừa rồi suýt chút nữa ta quên mất. Vẫn còn một con tiểu quỷ này chưa bị ta xử lý. Hẳn còn có thể dùng được. Thượng Tiên Đại Nhân, đừng giết ta, tuyệt đối đừng giết ta. Tiểu quỷ Mao Tế quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, ta chỉ là một tên tiểu quỷ không đáng chú ý, không hề có chút uy hiếp nào với ngươi. Ngươi tuyệt đối đừng giết ta. Ai muốn giết ngươi, đứng lên ngay ngắn cho ta. Hạ Thiên khó chịu mắng một câu. Tiểu quỷ Mao Tế không dám khóc lóc nữa, lập tức đứng dậy, cơ thể cũng ngay ngắn lạ thường. Chỉ là nét mặt vẫn còn mếu máo như cũ. Ta cho ngươi mệnh cách quỷ vương, ngươi có muốn hay không? Hạ Thiên hỏi. Tiểu quỷ Mao Tế cho rằng mình nghe nhầm, vô thức hỏi lại, Thượng Tiên Đại Nhân, ngươi nói cái gì? Ta không hứng thú lặp lại lần nữa. Hạ Thiên nhếch miệng, nói thẳng đi, ngươi muốn hay không muốn? Mộc Hàm thấy tiểu quỷ bị dọa, lập tức nhẹ giọng thuật lại vấn đề của Hạ Thiên, sau đó nhẹ nhàng khuyên bảo, đối với ngươi chỉ có chỗ tốt. Không có chỗ xấu. Vậy, ta muốn, tiểu quỷ Mao Tế nhẹ gật đầu. Lệ Thiên Thu bi phẫn không thôi, phẫn nộ quát, chỉ là nhung quỷ, ngươi dám. A, không dám, không dám, ta không dám. Tiểu quỷ Mao Tế giật cả mình,
cuối cùng nhìn thấy Lệ Thiên Thu nằm bên cạnh, cũng nhận ra người này chính là chủ nhân Vạn Quỷ Uyên, là hộ pháp quỷ vương đại nhân mà nó đã nhắc đến lúc trước. Ngươi im miệng đi, Hạ Thiên đá cho Lệ Thiên Thu một cước. Lệ Thiên Thu đau đến nhe răng nhếch miệng, không dám tiếp tục chen miệng vào. Mộc Hàm nói với tiểu quỷ Mao Tế, ngươi không cần phải để ý đến hắn ta, ngươi chỉ cần nói ra suy nghĩ của ngươi có muốn hay là không. À, cái này, trong lòng tiểu quỷ Mao Tế do dự cực kỳ. Nó xuất thân từ nhung quỷ tộc yếu kém nhất trong giới quỷ tộc, chẳng những pháp lực thấp, ngay cả tiền cảnh tu hành cũng bằng không. Nếu quả thật nó có thể trở thành quỷ vương, đó chính là phong quang vô hạn. Nhưng có khi nào nó lại bị trả thù hay không? Cho ngươi 3 giây để trả lời. Không trả lời, ngươi chết chung với quỷ vương đi. Hạ Thiên ghét nhất là loại người cứ hay do dự, không khỏi lạnh giọng nói. Ta đồng ý, tiểu quỷ Mao Tế bị dọa đến mức hồn phi phách tán, lập tức quỳ xuống. Ta đồng ý vì thượng tiên đại nhân xông pha khói lửa, cho dù thịt nát xương tan cũng không một câu oán hận. Lệ Thiên Thu cảm thấy vô cùng hoang đường. Hắn ta xuất thân từ quỷ tộc thượng đẳng liên minh tu tiên, trời sinh có phong thái vương giả. Năm đó, hắn ta đã từng đạt qua cảnh giới chân tiên cảnh vạn quỷ chi vương, bây giờ lại lưu lạc thành mệnh của một con nhung quỷ. Di hoán mệnh cách, đây chính là cấm thuật. Các ngươi xuất thân tiên tông chính phái, tại sao lại có thể làm ra chuyện như vậy? Lệ Thiên Thu cảm thấy tình thế không thể vãn hồi, đành phải vùng vẫy giãy chết một chút. Câm miệng, Hạ Thiên đâm cho hắn ta một châm, khiến hắn ta không nói ra lời, sau đó xòe hai bàn tay, giữa các ngón tay đều có ngân châm, bắt đầu chuyển động trên người tiểu quỷ Mao Tế và Lệ Thiên Thu. Mộc Hàm và Mị Nhi đứng bên cạnh Hạ Thiên, nhìn không chớp mắt động tác của hắn. Trước kia, bọn họ chỉ biết nghịch thiên bát châm có thể dùng để chữa bệnh và gia tăng tu vi cho bọn họ, nhưng chưa từng nghĩ đến còn có thể thi triển loại công phu hư vô di hoán mệnh cách này. Tuy nhiên, nghĩ đến hắn là Hạ Thiên, từ trước đến nay không gì làm không được, hai người lập tức bình thường trở lại. Dù sao, bất cứ chuyện gì, chỉ cần phát sinh trên người hắn, bọn họ đều không cảm thấy kỳ quái. Nói là di hoán mệnh cách, trên thực tế Hạ Thiên đang thí nghiệm nghịch thiên bát châm trên cơ thể con người. Nghịch thiên bát châm trị bệnh cứu người đã được hắn phát huy gần như hoàn mỹ, người chết sống lại, mọc lại phần cơ thể bị mất gần như trở thành thao tác cơ bản. Nhưng khi được châm ngoại châm dẫn dắt, hắn cảm thấy mỗi một châm của nghịch thiên bát châm còn có cách dùng khác. Trước đó, hắn vẫn không có cơ hội dùng đến, bây giờ chính là cơ hội tốt để làm thí nghiệm. Vừa rồi, Hạ Thiên nhìn thấy cơ thể Lệ Thiên Thu không ngừng biến hình, tái tạo. Vì thế, hắn biến Lệ Thiên Thu và tiểu quỷ Mao Tế thành một đống huyết nhục mơ hồ, sau đó giao hòa cùng một chỗ, tiếp theo dùng cơ thể huyết nhục Lệ Thiên Thu tái tạo thành cơ thể tiểu quỷ Mao Tế và ngược lại. Rất nhanh, cơ thể hai người một lần nữa phân hóa, một người biến thành một thiếu niên, một tiểu quỷ toàn thân là lông. Ngươi đang làm cái gì thế? Mị Nhi cau mày, không biết Hạ Thiên đang làm cái gì. Trong mắt của nàng, Hạ Thiên chỉ hợp lại hai người kia với nhau, sau đó tách ra. Làm như vậy hoàn toàn không có ý nghĩa. Mộc Hàm suy nghĩ sâu hơn một tầng, ý thức được Hạ Thiên đang làm cái gì, vì thế liền kéo Mị Nhi một cái, yên lặng chờ đợi kết quả. Một lát sau, Hạ Thiên mới chậm rãi thu ngân châm vào, cười nói, đã xong rồi. Vậy là được rồi, Mộc Hàm do dự hỏi. Mị Nhi rốt cuộc cũng hiểu ra, hơi kinh ngạc nói, chàng chơi cái gì thế? Càn khôn đại na di. Này, đừng giả bộ bất tỉnh nữa, tỉnh lại hết cho ta đi. Hạ Thiên giơ chân đá tiểu quỷ Mao Tế và Lệ Thiên Thu. Lệ Thiên Thu chậm rãi mở mắt, cảm nhận cơ thể chẳng những không có gì phát sinh. Thương thế trên người còn khỏi hắn. Đây quả thật là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn ta cao hứng nhảy dựng lên, lúc này mới giật mình cảm thấy không thích hợp. Chuyện gì xảy ra thế? Lệ Thiên Thu nhìn thấy hai cánh tay đầy lông, hắn ta vội cúi đầu nhìn xuống, mới ngạc nhiên phát hiện toàn thân trên dưới người của mình đều là lông màu đen, rốt cuộc ngươi đã làm gì bổn hộ pháp? Một bên khác, tiểu quỷ Mao Tế cũng tỉnh lại. Nó nhìn cơ thể của mình, sau đó mừng như điên. Nhung quỷ tộc vì sao nhỏ yếu? Chính là vì cơ thể yếu ớt bẩm sinh. Bây giờ đổi cơ thể, đây không phải niềm vui thiên đại thì là cái gì? Mộc Hàm có chút không hiểu, chàng làm phức tạp như vậy làm gì? Chàng cứ trực tiếp đổi não cho bọn họ không phải được rồi sao? Thế thì không giống, Hạ Thiên thuận miệng giải thích, chỉ đổi não, thật
thật ra hai người không thay đổi bản chất. Mệnh cách bám vào máu, thịt, xương, gân, còn đổi lại bên trong một lần nữa mới được xem là trao đổi mệnh cách. Ta đã biết, Mộc Hàm đã nghĩ thấu manh mối bên trong, lại càng thêm thán phục sự thần kỳ của nghịch thiên bát châm, chàng chính là trao đổi giống loài của bọn họ. Quá không hợp lý rồi, Mị Nhi hiểu được ý của Mộc Hàm, không khỏi có chút không tiếp nhận được. Tiểu quỷ mau tế kích động quỳ xuống với Hạ Thiên, đa tạ thượng tiên đại nhân chúc phúc. Đại ân đại đức của ngươi, hạ quỷ khó mà quên được. Ta nguyện đời đời kiếp kiếp làm nô làm tỳ, báo đáp cho thượng tiên. Một bên khác, Lệ Thiên Thu đã hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn ta phát hiện không chỉ đổi cơ thể một cách đơn giản, quả thật là mất đi mệnh cách. Cho dù hắn ta còn sống, con cháu đời đời sinh ra cũng chỉ là nhung quỷ, không còn là thiên quỷ mà hắn ta vẫn lấy làm kiêu ngạo. Ngươi thật sự quá biến thái. Mị Nhi chẳng còn lời nào để nói, chỉ có thể khen Hạ Thiên một câu như thế. Hạ Thiên trừng mắt nhìn tiểu quỷ mau tế, lạnh giọng nói, về sau ngươi phải nghe theo lệnh của các nàng. Các nàng bảo ngươi làm gì, ngươi phải làm cái đó, có nghe không? Vâng, 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 ta tuyệt đối không dám làm trái. Mặc dù tiểu quỷ mau tế đã được đổi mệnh cách, nhưng mức độ kính sợ Hạ Thiên đã đạt đến độ cao mới. Tiểu quỷ mau tế vừa mới biến thành quỷ vương, nhất thời bán hội còn chưa thích ứng được. Hạ Thiên phất tay một cái, để nó xuống đáy vực chậm rãi thích ứng. Tiểu quỷ mau tế cũng rất khôn khéo, thuận tay nhấc Lệ Thiên Thu lên, cùng nhau xuống dưới đáy vực. Hạ Thiên thấy bóng đèn đã đi hết, vội ôm Mộc Hàm và Mị Nhi vào lòng, cười nói, tốt rồi, người vướng bận đều đi hết. Vợ ơi, chúng ta có nên chúc mừng một chút hay không? Chúc mừng cái đầu chàng đấy. Mị Nhi đương nhiên biết Hạ Thiên muốn làm gì, nhưng nơi này hiển nhiên không phải là nơi để làm mấy chuyện đó, chàng chỉ muốn đùa nghịch lưu manh mà thôi, tốt xấu gì cũng phải xem trường hợp chứ. Vợ Mị Nhi, nàng nói sai rồi, thân mật với vợ của mình sao có thể nói là đùa nghịch lưu manh chứ? Hạ Thiên phản bác, hơn nữa, ta cảm thấy trường hợp này rất tốt. Mộc Hàm hơi cảm thấy buồn cười, mặc dù nàng cũng động tình nhưng không kiêu ngạo như Mị Nhi. Tuy nhiên, nàng vẫn lên tiếng khuyên nhủ, còn có một số việc còn chưa kết thúc. Còn có việc gì? Hạ Thiên bất mãn nói. Mộc Hàm chỉ vào Bạch Bảo Lam cách đó không xa, cùng với gần 10 nữ đệ tử Bạch Hạc Sơn. Bọn họ nhìn qua dường như đã chết lâu rồi, chàng có thể cứu sống bọn họ không? Nếu Mộc Hàm muốn cứu, Hạ Thiên tất nhiên gật đầu đồng ý. Ngay cả nguyên nhân dư thừa cũng không hỏi, trực tiếp tiến lên châm cho mỗi người một châm. Còn tên ngốc này thì sao? Hạ Thiên bỗng nhiên chỉ vào Vũ Tế Nguyệt đang giả chết cách đó không xa, nàng có muốn cứu hắn ta không? Mộc Hàm thản nhiên đáp, tên đó thì bỏ đi. Thế nàng có cần thuận tay xử lý hắn ta hay không? Hạ Thiên hờ hững hỏi. Lúc này, Vũ Tế Nguyệt không dám giả chết nữa, vội xoay người quỳ xuống, ba vị tiền bối, ta là đệ tử Linh Quy Phái, cũng là tiên tông chính phái như mọi người. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, các ngươi tha cho ta một mạng đi. Ngươi còn mặt mũi nói ra những lời này sao? Ngươi đang làm nhục hai chữ chính phái. Bạch Bảo Lam mở mắt, nàng vừa mới sống lại, đã nghe Vũ Tế Nguyệt nói như thế, cả người giận không kềm được. Ta cũng chỉ bất đắc dĩ mà thôi. Vũ Tế Nguyệt vẫn cầu xin, ta vốn có lòng tốt đến cứu các ngươi, nhưng ai có thể ngờ được quỷ vương lợi hại như vậy. Vì tự vệ, ta không thể không làm như thế. Bạch Bảo Lam tuyệt không cảm kích, quát to, người đúng là tham sống sợ chết, là tiểu nhân hèn hạ chỉ biết tư lợi cho bản thân. Chuyện của hắn ta trước gạt sang một bên, mọi người không có chuyện gì là tốt rồi. Mộc Hàm đỡ Bạch Bảo Lam lên, lo lắng nói. Đúng rồi, không phải ta đã chết rồi sao? Bạch Bảo Lam bừng tỉnh. Mấy nữ đệ tử của Bạch Hạc Phái cũng cảm thấy kinh ngạc lạ thường. Bọn họ đều biết rõ mình đã chết, bây giờ lại khởi tử hoàn sinh, nhất thời rơi vào trạng thái mờ mịt. Các ngươi đích thật đã chết, nhưng bây giờ đã được cứu sống. Mộc Hàm mỉm cười chỉ vào Hạ Thiên, hắn là thần y, có bản lãnh cải tử hồi sinh. Mọi người phải cảm ơn hắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ồ, đa tạ thần y cứu giúp. Bạch Bảo Lam nhìn Hạ Thiên. Mặc dù nàng không biết người này xuất hiện từ lúc nào nhưng vẫn dứt khoát quỳ xuống với Hạ Thiên. Ngươi không cần cảm ơn ta. Hạ Thiên lười biếng khoát tay,
ta cứu các ngươi vì vợ của ta yêu cầu ta làm như vậy. Cái này, Bạch Bảo Lam kinh ngạc nhìn Mộc Hàm. Hắn là phu quân của ta. Theo cách nói của giới tu tiên, hắn, ta và nàng ấy là đạo lữ. Mộc Hàm tiện tay chỉ Mộc Hàm, vừa cười vừa bổ sung một câu, gã hộ pháp kia cũng đã bị hắn xử lý. Đầu óc Bạch Bảo Lam có chút xoay chuyển không kịp, tu vi của hai vị tiên tử này đã sâu không lường được, đạo lữ của các nàng còn không. Phiếu Miễu tiên môn quá kinh khủng rồi. Nếu mọi người đã bình an, các ngươi còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Đi thôi, Hạ Thiên nhếch miệng, bắt đầu đuổi người. Mộc Hàm không khỏi thở dài, sau đó nói với Bạch Bảo Lam, lối ra ở đằng kia, các ngươi có thể ra ngoài từ chỗ đó. Vậy các ngươi, Bạch Bảo Lam không khỏi do dự. Không sao đâu, chúng ta còn có việc cần phải xử lý. Mộc Hàm nói, sau khi các ngươi rời khỏi đây, có thể đến Phiếu Miễu tiên môn ở Lam Kinh nhờ trợ giúp, cứ nói là người của ta, nhất định sẽ có người đón tiếp các ngươi. Bạch Bảo Lam cung kính hỏi, nào dám hỏi cung kính tục danh của tiên tử. Ta tên Mộc Hàm, nàng ấy tên Mị Nhi. Mộc Hàm mỉm cười, thuận miệng giới thiệu, các ngươi đến Phiếu Miểu tiên môn báo tên ta là được. Vâng, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Bạch Bảo Lam biết trước mắt không phải là lúc già mồm, vô cùng cung kính chắp tay, núi cao sông dài, sau này chúng ta còn phải gặp lại. Ngày khác gặp nhau sẽ tạ ơn. Mộc Hàm khoát tay, lạnh lùng nói, không có gì đâu, tất cả mọi người đều là đồng đạo tu tiên. Người này, các ngươi mang ra ngoài đi, muốn xử lý sao thì xử lý. Mị Nhi một cước đạp Vũ Tế Nguyệt đến trước người Bạch Bảo Lam. Bạch Bảo Lam sửng sốt, không khỏi kích động, đa tạ. Vũ Tế Nguyệt hoảng sợ vô cùng, há miệng định nói cái gì đó nhưng lại bị Bạch Bảo Lam dùng chuôi kiếm đập vỡ răng rơi đầy miệng, sau đó kéo hắn ta cùng với chúng sư muội rời khỏi bí cảnh Vạn Quỷ Uyên. Hạ Thiên mỉm cười nói, lần này không còn người ngoài nữa, chúng ta có thể tâm sự được rồi. Chàng đúng là gấp đến mức không thể chờ đợi được. Mị Nhi tức giận phê bình, lâu như vậy không gặp, chẳng lẽ chúng ta không kể nhau nghe tình hình gần đây của mình sao? Hạ Thiên gật đầu, nghiêm túc nói, đúng vậy, ta nói chính là tâm sự đó đấy. Vợ Mị Nhi nàng nghĩ đi chỗ nào vậy? Chàng bớt làm bộ đi, chúng ta còn không hiểu rõ chàng sao? Mị Nhi liếc mắt, nhưng cũng không từ chối hành động thân mật của Hạ Thiên. Mộc Hàm cũng không nhịn được, hỏi ra câu hỏi lớn nhất trong lòng nàng, phu quân. Rốt cuộc làm sao chàng lại đến Tiên Vân Đại Lục được thế? Ta không đến Tiên Vân Đại Lục, Hạ Thiên lắc đầu. Mị Nhi trừng mắt, chàng còn nói dối. Chàng không đến Tiên Vân Đại Lục, chẳng lẽ nơi này là trái đất? Nơi này dĩ nhiên không phải trái đất, Hạ Thiên nghịch ngợm nói, nhưng nơi này là nơi giao nhau giữa Tiên Vân Đại Lục và trái đất. Mộc Hàm thuận miệng hỏi, có ý gì? Hạ Thiên đành phải thuật lại chuyện hắn đến tiểu tiên giới. Bao gồm chuyện hắn bị tập kích chính diện, sau đó tiến vào khe nứt thời không. Trên trái đất còn có nơi như thế sao? Tại sao trước kia chúng ta chưa từng nghe nói qua? Mị Nhi không che giấu được nghi hoặc lớn nhất trong lòng. Bởi vì trước kia ngươi không phải tu tiên giả, Mộc Hàm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chúng ta trở thành tu tiên giả cũng từ lúc quen được phu quân. 12 năm sau, chúng ta cũng không ra ngoài thăm dò, không biết chuyện này cũng là chuyện bình thường. Mị Nhi cảm thấy lời giải thích này khá hợp lý, nhưng nàng vẫn còn hiếu kỳ, cửu nha đầu thật sự là người của tiểu tiên giới. Hạ Thiên gật đầu, đúng, cha của cửu nha đầu tên Từ Côn Luân. Ông ta là trưởng môn tứ trọng thiên tiểu tiên giới. Mộc Hàm nghe xong, không khỏi suy đoán, chiếu theo lời này, giới thế tục trước kia bỗng nhiên xuất hiện rồi lại đột nhiên biến mất những nhân vật lợi hại, rất có thể là từ tiểu tiên giới mà ra. Nhưng rốt cuộc tiểu tiên giới làm gì? Có ảnh hưởng gì đối với chúng ta không? Mị Nhi hỏi. Thái độ của Hạ Thiên tỏ ra khinh thường, thản nhiên nói, yên tâm đi, sẽ không ảnh hưởng gì đến chúng ta đâu. Nếu bọn họ dám làm loạn, ta sẽ tiêu diệt toàn bộ bọn họ. Khoác lác, Mị Nhi trừng mắt nhìn Hạ Thiên, nếu chàng có bản lãnh này, vì sao lại trúng kế của Âm Hậu? Tu vi chẳng những không còn, lại còn phải bắt đầu lại từ đầu. Mộc Hàm bỗng kéo Mị Nhi một cái. Ném cho nàng một ánh mắt. Sao, Mị Nhi và Mộc Hàm đã có sự ăn ý. Thấy Mộc Hàm phản ứng như thế, Mị Nhi thức thời không tiếp tục hỏi nữa. Hạ Thiên giải thích, nếu không phải ta muốn cửu cửu nha đầu trong tay nàng ta, lại bị nàng ta thiết kế cơ quan khốn trụ,
ta cũng lười nghe nàng ta nói nhảm, sớm xử lý nàng ta từ trước rồi. Được rồi, ta biết chàng lợi hại. Mộc Hàm mỉm cười vỗ Hạ Thiên, ôn nhu nói, nhưng điều quan trọng nhất của chàng bây giờ chính là cứu A Cửu ra, đúng không? Đúng vậy, Hạ Thiên gật đầu, nhưng chúng ta vất vả lắm mới gặp nhau một lần, chúng ta phải trân quý thời gian, thỏa thích chơi với nhau mới đúng chứ. Mị Nhi bó tay nhìn Hạ Thiên, sinh tử của A Cửu còn chưa biết, chàng còn có tâm trạng để chơi. A Cửu không bị nguy hiểm đến tính mạng. Mộc Hàm chuyển sang chủ đề khác, cười nói, chúng ta không nói những chuyện này nữa, nhưng vị trưởng môn chém ra khe nứt thời không mà chàng đã nói quả thật có chút kỳ quái. Hạ Thiên không hiểu hỏi, có gì kỳ quái đâu chứ? Cho dù kiếm pháp của ông ta có thể chém ra khe nứt thời không, nhưng vì sao khe nứt này lại liền cùng một chỗ với Vạn Quỷ Huyên? Mộc Hàm khẽ cau mày, chậm rãi phỏng đoán, hoặc người kia có liên quan đến Vạn Quỷ Huyên hoặc Tiên Vân Đại Lục, hoặc cũng có thể ngẫu nhiên chém ra. Hạ Thiên không muốn nghe điều này nữa, khoát tay nói, vợ Mộc Hàm, điều này không cần thiết phải nghiên cứu. Chúng ta nên trân quý thời gian đi. Chàng đúng là lão mê sắc thuần túy. Mị Nhi bó tay, vừa ôm trán vừa nói. Hạ Thiên cười hỏi, vợ Mị Nhi, chẳng lẽ nàng không nghĩ đến sao? Mặt Mị Nhi không đỏ tim không đập quay mặt sang chỗ khác, không nghĩ đến. Được rồi, Mộc Hàm đã nhận mệnh, nói với Mị Nhi, chúng ta nên từ bỏ chống lại đi. Tại sao hai người giống như bị ta ép buộc vậy? Hạ Thiên có chút không vui, vợ ơi, không phải hai người thay lòng rồi chứ? Mộc Hàm và Mị Nhi nhìn nhau cười, rốt cuộc nhìn không nổi, quả nhiên chàng mới là người ngu ngốc nhất, lại còn luôn mắng người ta ngu ngốc. Được rồi, hai người dám gạt phu quân của mình, nên phạt. Hạ Thiên tức giận, ôm hai người vào lòng, sau đó bắt đầu động tác không thể miêu tả. Chấm. Cùng lúc đó, trên trái đất, một chiếc máy bay chậm rãi đáp xuống phi trường quốc tế nước Mỹ. Y Tiểu Âm bước xuống máy bay. Một lát sau nhận lấy hành lý, sau đó chậm rãi bước ra ngoài sảnh chờ. Y Tiểu Di, ta tên Reyna, ta đến đón ngươi theo lệnh của ông chủ. Một nữ nhân mặc Âu phục màu đen cao gầy đón Y Tiểu Âm, vô cùng cung kính. Ông chủ của ngươi là ai? Y Tiểu Âm đeo khẩu trang, đánh giá nữ nhân đến đón, sau đó nhẹ giọng hỏi. Reyna khẽ cúi đầu, ôn nhu đáp, ngài ấy nói ngài ấy là bệnh nhân của ngươi. Để đáp tạ ân cứu mạng. Ngài ấy đã cố ý phái ta đến đây đón ngươi. Không nói rõ tên tuổi, thứ cho ta không thể nghe theo. Y Tiểu Âm lắc đầu từ chối, hơn nữa ta đã có hẹn, cho nên ta thành thật xin lỗi. Y Tiểu Thư, chẳng lẽ ngươi tuyệt tình như vậy sao? Lúc này, trên chiếc xe sau lưng Reyna truyền đến một giọng nói trung tính, ta rất có thành ý. Nếu ngươi từ chối, tâm trạng của ta sẽ không vui. Y Tiểu Âm nhìn lại. Nhìn thấy cửa sổ xe sau lưng lôi na hạ xuống, lộ ra gương mặt lạnh lùng bên trong. Nhìn thấy nữ nhân này, Y Tiểu Âm không khỏi thở dài, đồng thời hiểu được cho dù nàng cẩn thận khắp nơi cũng vẫn bị một số người theo dõi. Tâm trạng của ngươi không tốt liên quan gì đến ta. Lúc này, Y Tiểu Âm rốt cuộc đã hiểu được tâm trạng của Hạ Thiên khi nói ra những lời này. Có một số người thật sự khiến người ta phải bực bội, ví dụ như nữ nhân trước mắt. Ha ha, thế thì không rồi. Nữ nhân trong xe khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, nhưng có một số người bởi vì tâm trạng của ta không tốt mà chết. Y Tiểu Thư là bác sĩ, cũng không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó chứ. Y Tiểu Âm đáp lại, ta chỉ là một bác sĩ, đến tái khám cho bệnh nhân, các ngươi cần chi phải khẩn trương như thế. Đây không phải khẩn trương mà là coi trọng, lại càng tôn trọng Y Tiểu Thư. Khóe miệng nữ nhân trong xe nhếch lên. Ý vị thâm trường, hơn nữa, sức khỏe của ta thật ra cũng đã sớm không khỏe, cũng muốn mời Y Tiểu Thư đến khám qua. Chỉ bằng chúng ta uống với nhau một ly, kết giao bạn bè, như thế nào? Ta không uống rượu, cũng không muốn kết bạn với ngươi. Mặt Y Tiểu Âm vẫn không thay đổi, ta còn phải đến tái khám cho bệnh nhân, thứ cho ta không thể phụng bồi. Y Tiểu Thư, ngươi đừng vội từ chối như thế. Nữ nhân kia mỉm cười, bệnh nhân của ngươi vừa lúc đang làm khách tại nhà của ta. Cho nên, ngươi nên đi với ta một chuyến. Ngươi đừng để ta mở miệng mời lần thứ ba chứ. Y Tiểu Âm cau mày, lạnh giọng nói, dám động đến bạn của ta, ngươi hẳn biết rõ hậu quả rồi chứ. Đương nhiên biết rõ,
Nữ nhân kia gật đầu, cho dù ta không sợ Y tiểu thư nổi giận, ta cũng sợ nam nhân sau lưng ngươi nổi bão chứ. Dịch Chi Ngôn năm đó chính là vết xe đổ. Nhưng ta thật sự muốn kết bạn với Y tiểu thư, tuyệt đối không có một chút ác ý nào. Chỉ là ta không quá quen thuộc bị người khác từ chối, xin thứ lỗi. Được, ta đi với ngươi. Y tiểu âm không phải Hạ Thiên. Nếu nàng đã biết bạn của mình nằm trong tay đối phương, nàng cũng không ngại muốn nhìn xem nữ nhân này dở trò gì. Nữ nhân kia phá lên cười, vỗ tay nói, quá tốt rồi, mau mở cửa cho Y tiểu thư. Lái xe Reyna lập tức mở cửa chiếc Lincoln, sau đó nói với Y tiểu âm, Y tiểu thư, mời. Y tiểu âm bước lên xe, nàng nhìn thấy bên trong xe cực kỳ sang trọng, ngoại trừ nữ nhân kia còn có thêm một nữ bartender và hai hầu gái xinh đẹp. Ngươi uống gì? Nữ nhân kia mỉm cười, nói với Y tiểu âm, Gina là bartender nổi tiếng nhất nơi này, rượu gì cũng có thể pha được. Ta không uống rượu, cho ta ly nước sôi để nguội là được. Y tiểu âm lạnh lùng nói. Nữ nhân kia liếc mắt nhìn nữ bartender, cười nói, Y tiểu thư quả nhiên rất có tính tự giác, ta thật sự bội phục. Y tiểu âm nhìn nữ nhân trước mắt, đừng vòng vèo nữa, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Không vội, lần đầu gặp mặt, ta còn chưa tự giới thiệu mà. Nữ nhân kia khẽ cười, Y tiểu thư, khả năng ngươi còn chưa biết ta. Y tiểu âm thản nhiên nói, nữ chủ nhân tân nhiệm của vườn đen, Melinda tiểu thư của tập đoàn Woman với tài sản hàng chục tỷ. Ta không biết mới là lạ. Vườn đen là một tổ chức tình báo và sát thủ mới nổi ở thế giới phương Tây trong những năm gần đây, được sự hậu thuẫn của tập đoàn Woman giàu có. Người ta nói rằng tổ chức này có không ít hợp tác với giới chức Hoa Kỳ, hơn nữa còn thu nạp rất nhiều dị năng giả, là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của ám ảnh đoàn. Y tiểu thư quả nhiên tin tức lưu thông, mặc dù ngươi đã biết tên của ta, nhưng phép lịch sự căn bản vẫn phải giữ. Nữ nhân kia lắc lư ly rượu vang, nhìn chất lỏng màu đỏ trong ly, tên của ta là Melinda, trong người ta có một phần tư huyết thống hoa hạ. Tên tiếng Trung của ta là Mai Ngạo Tuyết, nghe cũng không tệ lắm đúng không? Ngươi có thể gọi ta bằng cái tên này. Y tiểu âm nhấp một ngụm nước lọc để thấm giọng, vậy ta sẽ gọi ngươi là Mai Tiểu Thư. Rất tốt, ánh mắt Mai Ngạo Tuyết tràn ngập ý cười, mặc dù không phải họ Mai nhưng ta lại rất thích cái chữ Mai này. Ngạo Tuyết lăng xương, cao khiết kiên nhẫn, quan trọng hơn là dáng vẻ cũng rất xinh đẹp. Y tiểu âm vẫn lạnh lùng như cũ, thế không biết Mai Tiểu Thư muốn dẫn ta đi đâu. Ngươi đừng lạnh lùng như vậy. Mai Ngạo Tuyết nhẹ nhàng đặt ly rượu lên bàn, cơ thể hơi nhích lại gần Y tiểu âm, ta thật sự không có ác ý, ta thật lòng muốn kết bạn với ngươi. Dù sao ngươi chính là nữ thần y vô cùng nổi tiếng thế giới. Y tiểu âm cũng không phải kẻ ưa ngọt, không bị mấy lời nịnh nọt không có dinh dưỡng này lừa gạt, trên mặt vẫn không chút biểu cảm, nếu muốn gặp bác sĩ, ngươi có thể lên trang web chính thức để đặt lịch hẹn. Nếu các bác sĩ khác không thể giải quyết được, ta nhất định sẽ dành thời gian để chữa trị cho ngươi, không cần phải dở trò như vậy. Chuyện xem bệnh, chúng ta không nói bây giờ. Mai Ngạo Tuyết tỏ vẻ thờ ơ, mặc dù mấy bác sĩ trong nhà của ta không thể chữa khỏi bệnh cho ta, nhưng trong thời gian ngắn sẽ không để ta chết. Y tiểu âm hỏi, vậy ngươi muốn nói cái gì? Nói về nam nhân, ánh mắt đẹp của Mai Ngạo Tuyết nhìn thẳng vào mắt Y tiểu âm, đặc biệt nam nhân của ngươi, ta rất có hứng thú đối với hắn. Vậy tại sao ngươi không đi tìm hắn? Y tiểu âm cũng không phủ nhận Hạ Thiên là nam nhân kia, thản nhiên đáp lại, hắn nhất định sẽ đồng ý nếu quen biết được mỹ nhân giống như ngươi. Không, 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 nam nhân kia tuyệt không nông cạn như vậy. Mai Ngạo Tuyết lắc đầu, có vẻ hơi sợ, dung mạo cố nhiên quan trọng, nhưng hắn còn chú trọng một số thứ khác. Về phần thứ đó là gì, cho đến nay ta vẫn chưa tìm ra. Có thể là khí chất hoặc hương vị nào đó. Lúc này, Y tiểu âm mới nở nụ cười, hơi châm chọc, ngươi sai rồi. Hắn chính là người nông cạn như vậy đấy. Chỉ cần ngươi đủ xinh đẹp, hắn hoàn toàn không quan tâm vật khác. Ta không tin, Mai Ngạo Tuyết suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, hoặc có thể nói, ta không thể tiếp nhận. Y tiểu âm thoáng thả lỏng tinh thần, bình tĩnh nói, ngươi có thừa nhận hay không, hắn vốn là người như vậy, sẽ không bởi vì bất cứ kẻ nào mà thay đổi. Nếu ngươi có huyễn tưởng tốt đẹp gì với hắn, ta xin chúc mừng ngươi, ngươi thất vọng rồi. Ta sinh ra trong gia tộc Woman, từ nhỏ đã phú khả địch quốc.
cho dù ta không hề làm gì, sau khi trưởng thành, ta cũng có thể kế thừa tài sản hàng trăm triệu của ông nội ta. Mai Ngạo Tuyết bỗng nhiên đứng lên, dạo bước trong xe, dung mạo của ta xinh đẹp, lại có tiền, từ nhỏ đã có rất nhiều nam nhân theo đuổi ta. Bất luận vương công quý tộc hay là minh tinh phú hào, ta đều không để vào mắt. Bọn họ quá dung tục, quá nông cạn, quá. Y Tiểu Âm đại khái đoán ra được Mai Ngạo Tuyết muốn nói cái gì, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác kỳ quái. Ta cái gì cũng không thiếu, nhưng thiếu một nam nhân vô cùng hoàn mỹ. Mai Ngạo Tuyết ngồi lại vị trí, yên lặng nhìn Y Tiểu Âm, từ khi được 16 tuổi, ta đã phái vô số gián điệp đến các nơi trên thế giới tìm nam nhân cho ta, tìm một nam nhân hoàn mỹ vô khuyết làm chồng của Mai Ngạo Tuyết này. Trước lúc đó, ta luôn giữ mình trong sạch, ngay cả tay cũng không để bất kỳ nam nhân nào sờ qua, bởi vì đám số nam nhân đó không xứng. Thật ra, người có thể tìm nữ nhân mà. Y Tiểu Âm lạnh nhạt đáp lại, Âu Mỹ rất thoáng về phương diện này. Không, 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 ta không phải loại người như vậy. Mai Ngạo Tuyết lắc đầu liên tục, vẻ mặt thành thật, theo một thuyết pháp được lưu hành ở Hoa Hạ các ngươi, ta là thẳng nữ, chỉ thích nam nhân. Y Tiểu Âm cũng lười nói loanh quanh, trực tiếp vào thẳng vấn đề chính, người muốn nói người coi trọng Hạ Thiên. Chính xác mà nói, ta nhìn chúng ba nam nhân, Hạ Thiên là người mà ta hài lòng nhất. Mai Ngạo Tuyết không chút kiêng kỵ nói, ta muốn có hắn, hoặc để hắn có được ta. Nhưng trước lúc đó, ta nhất định phải có cái nhìn toàn diện về hắn, mà ngươi chính là nhân tuyển tốt nhất để ta tìm hiểu hắn. Vậy ngươi tìm nhầm người rồi. Y Tiểu Âm khẽ lắc đầu, ta không phải nữ nhân mà hắn thích nhất, cũng không phải nữ nhân có quan hệ tốt nhất với hắn, càng không hiểu rõ về hắn bao nhiêu. Nếu ngươi thật sự muốn hiểu rõ hắn, ta có thể đề cử với ngươi mấy người. Mai Ngạo Tuyết tươi cười nói, những nữ nhân mà Hạ Thiên thích nhất đều không phải biến mất sao. Trong số những nữ nhân còn lại, người mới là người mà hắn thích nhất. Xem ra, người điều tra rất cẩn thận, Y Tiểu Âm âm thầm sinh cảnh giác, mặc dù chuyện thần tiên đảo biến mất đã từng được nhắc đến, nhưng sau khi được bé ngoan xử lý, video trên mạng đã sớm không còn, ngay cả dấu vết có liên quan cũng bị xóa. Cho nên, ngoại trừ những người khá thân thiết với Hạ Thiên, người biết chuyện này thật sự không nhiều. Biết người biết ta mới có thể bách chiến không thua. Mai Ngạo Tuyết nở nụ cười ngạo nghễ, chỉ vào Y Tiểu Âm, ta muốn biết chuyện của Hạ Thiên, càng muốn biết trên người ngươi rốt cuộc có đặc điểm gì có thể thu hút được hắn, đồng thời khiến cho hắn nhiều năm vẫn như cũ. Y Tiểu Âm thở dài, có chút bất đắc dĩ, thay vì phức tạp như thế, chỉ bằng ngươi đến trước mặt hắn hỏi thẳng hắn không phải tốt hơn sao? Nếu như hắn coi trọng ngươi, ngươi không cần có bất kỳ chuẩn bị gì, hắn sẽ quấn lấy ngươi đến chết. Nếu hắn không có hứng thú với ngươi, cho dù ngươi có nghiên cứu kỹ đến đâu cũng chẳng dùng được. Ngươi nói đúng, nhưng điều này không phù hợp tính cách của ta. Mai Ngạo Tuyết sờ ngón tay của mình, bên trên có một chiếc nhẫn màu đen rất tinh xảo, ta không cách nào tha thứ cho sự từ chối phát sinh, cũng sẽ không để cho từ chối phát sinh. Trong dự đoán của ta bây giờ, khả năng Hạ Thiên từ chối ta rất cao, cho nên bây giờ vẫn chưa đến lúc. Y Tiểu Âm thản nhiên nói, vậy ta chẳng có gì để nói cả. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Mai Ngạo Tuyết nhìn Y Tiểu Âm, không khỏi im lặng, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Tiểu thư, đến hoa viên rồi. Lúc này, Reyna nhẹ nhàng lên tiếng. Được rồi, Y Tiểu Âm, đi thôi. Gương mặt vốn lạnh lùng của Mai Ngạo Tuyết bỗng nhiên nở nụ cười, bạn của ngươi còn đang chờ ngươi. Đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng nhau tâm sự. Y Tiểu Âm không thèm để ý, trực tiếp xuống xe. Ngươi dẫn ta đến đây làm gì? Y Tiểu Âm quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Mai Ngạo Tuyết. Chiếc xe dừng lại trước một nhà tù được canh gác nghiêm ngặt. Nơi này chính là đại bản doanh của Vườn Đen, Mai Ngạo Tuyết đáp. Y Tiểu Âm quả thật có chút ngoài ý muốn nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại. Tập đoàn Woman có một nghiệp vụ kinh doanh, chính là nhà giam tư nhân. Vì thế, đại tiểu thư Woman biến nhà giam tư nhân thành đại bản doanh cũng chẳng có gì lạ. Y Tiểu Thư, đứng thất thần ra đó làm gì, vào đi. Mai Ngạo Tuyết dáng người tha thướt đi đằng trước, phát hiện Y Tiểu Âm không đi theo, nàng ta quay đầu lại cười nói, ngươi chưa từng đến nhà giam, cho nên hơi sợ hãi phải không? Y Tiểu Âm thản nhiên đáp, ta đúng là chưa từng vào, nhưng ta không có gì phải sợ. Vậy ngươi cũng đừng chậm trễ thời gian. Mai Ngạo Tuyết cười nhẹ một tiếng,
chỉ về phía trước, bạn của ngươi còn đang sốt ruột chờ ngươi đấy. Y Tiểu Âm im lặng đi theo, chậm rãi bước vào trong nhà giam. Vừa vào cửa, đập vào tầm mắt là một sân gôn. Mặc dù được bao quanh bằng những tấm lưới sắt, nhưng phạm nhân bên trong không hề bị hạn chế, hoạt động rất tự do, thậm chí còn có không ít người ngay cả áo tù cũng không mặc, giống như đến đây để nghỉ dưỡng. Ngươi không cần ngạc nhiên, đây là nhà giam tư nhân cao cấp. Mai Ngạo Tuyết nhìn thấy vẻ nghi hoặc hiện lên trong mắt Y Tiểu Âm, vừa kéo nàng lên một chiếc xe đánh gôn vừa thản nhiên giải thích, tuy nơi này giam giữ tù nhân bị phán án chung thân, nhưng chỉ cần trả đủ tiền, ngày tháng còn lại trôi qua ở đây sẽ rất tốt. Y Tiểu Âm hơi châm chọc, vậy thì giam giữ còn ý nghĩa nào nữa chứ? Ý nghĩa, nó đáng giá bao nhiêu tiền? Gương mặt xinh đẹp của Mai Ngạo Tuyết tràn ngập sự khinh thường, ở quốc gia này, có muốn thừa nhận hay không, tiền mới là chúa tể hết thảy. Đương nhiên, không phải tất cả phạm nhân đều thoải mái như thế. Nếu ngươi cảm thấy hứng thú, ta có thể dẫn ngươi đến thủy lao xem qua một chút. Được rồi, ta không có hứng thú. Mặt Y Tiểu Âm không thay đổi, từ chối ngay lập tức. Ha ha, Mai Ngạo Tuyết cười khẽ, cố ý dẫn Y Tiểu Âm đi một vòng nhà giam, để nàng có cái nhìn toàn diện. Y Tiểu Âm xem như được bổ sung kiến thức, nơi này được gọi là nhà giam, thật ra nó giống như một khu nghỉ dưỡng giải trí khép kín, chẳng những không có bầu không khí u ám, trầm mặc thường thấy ở các nhà tù mà ngược lại, quản giáo và các phạm nhân còn rất vui vẻ hòa đồng với nhau. Nếu không phải xung quanh đều là bốn bức tường cao, người ta sẽ thật sự cho rằng nơi này chính là một cộng đồng cao cấp. Một lát sau, Mai Ngạo Tuyết bỗng nhiên đưa tay chỉ về phía trước, cười nói, phòng làm việc của ta nằm ở phía trước, sắp đến rồi. Y Tiểu Âm thuận theo ngón tay Mai Ngạo Tuyết chỉ mà nhìn sang, nhìn thấy đằng trước là một căn biệt thự. Mặc dù chỉ có 3 tầng, nhưng bất luận kiến trúc xây dựng hay trang trí, tất cả đều vô cùng sang trọng, hiển nhiên có giá trị không nhỏ. Chiếc xe dừng lại trước cửa biệt thự 3 tầng, hai vệ sĩ canh gác bước đến, cung kính nói, đại tiểu thư, người đã về. Người đã đến rồi, còn nói mấy lời nhảm nhí này nữa. Các ngươi cút sang một bên. Mai Ngạo Tuyết không thèm để ý đến hai người, quay sang nói với Y Tiểu Âm, Y Tiểu Thư, hoan nghênh đến phòng làm việc của ta làm khách. Mời vào. Y Tiểu Âm không biết nữ nhân này rốt cuộc muốn làm cái gì, chỉ có thể xuống xe. Trong biệt thự không có gì ngạc nhiên khi tản ra một loại khí chất xa xỉ. Ngay cả những tác phẩm nghệ thuật giá trị hàng trăm triệu đô la được treo rất tùy ý bên cạnh cửa. Phòng đơn sơ quá, đón tiếp không được chu đáo. Tuy nhiên, Y Tiểu Thư đến đây lại bồng tất sinh huy. Mai Ngạo Tuyết mỉm cười nói với Y Tiểu Âm, sau đó hạ thấp giọng hỏi, nói như vậy đúng hay không? Thành ngữ mà ta dùng hẳn không có vấn đề gì chứ? Y Tiểu Âm liếc mắt nhìn nàng, thản nhiên nói, chúng ta nên nói chuyện bình thường đi. Hai. Ta biết là không được mà. Mai Ngạo Tuyết thở dài, cùng với Y Tiểu Âm đến phòng khách, nơi đó có người đang chờ. Đó là một thiếu nữ 13-14 tuổi, dáng người hơi gầy nhưng cặp mắt thì khá to. Cô bé đang chơi game với hầu gái, nhìn vô cùng hứng thú. Hầu gái nhìn thấy Mai Ngạo Tuyết, hơi khom người, sau đó lui sang một bên. Annie, Mai Ngạo Tuyết tiến tới, nở nụ cười hiền hòa, nhẹ giọng gọi thiếu nữ. Thiếu nữ quay đầu lại, nhìn thấy Mai Ngạo Tuyết, lập tức mỉm cười, dì Mai, ngươi trở về rồi sao? Đúng vậy, ta về rồi, nhìn ngươi chơi vui vẻ quá. Tâm trạng của Mai Ngạo Tuyết dường như trở nên tốt hơn, tiến đến ôm thiếu nữ, sau đó chỉ vào Y Tiểu Âm, ngươi xem, ta dẫn ai đến gặp ngươi đây? À, Y tỷ tỷ, tỷ đến thật sao? Thiếu nữ nhìn thấy Y Tiểu Âm, vội tránh cái ôm của Mai Ngạo Tuyết. Nhào vào lòng Y Tiểu Âm, ta nhớ tỷ lắm. Tại sao tỷ không đến thăm ta? Tiểu An, xin lỗi. Y Tiểu Âm ôn nhu ôm lấy thiếu nữ, hơi áy náy, thời gian qua ta nhiều việc quá. Cho nên, Y tỷ tỷ, tỷ không cần cảm thấy có lỗi. Annie duỗi ngón tay che lại miệng của Y Tiểu Âm, ta chỉ vì quá nhớ tỷ. Tỷ là bác sĩ, nhất định phải thường xuyên đi chữa bệnh cứu người. Ta cũng không thể chiếm dụng quá nhiều thời gian của tỷ. Y Tiểu Âm khẽ thở dài, ngươi yên tâm đi, lần này ta nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho ngươi. Về sau không còn tái phát nữa, đến lúc đó, ta dẫn ngươi đến Giang Hải chơi. Tốt quá, tốt quá. Annie cao hứng vỗ tay. Này Annie, ngươi không đúng rồi đấy.
Mai Ngạo Tuyết có vẻ ghen tị, tại sao ngươi gọi ta là gì, nhưng lại gọi nàng ấy là tỷ tỷ. Rõ ràng ta và nàng ấy đâu chênh lệch bao nhiêu đâu. Annie nháy mắt cười nói, bởi vì y tỷ tỷ nhìn rất trẻ. Y tiểu thư, đây là thuật chú nhan của ngươi hay là chỗ thần kỳ của Hạ Thiên? Mai Ngạo Tuyết thấp giọng hỏi. Y tiểu âm không biết nói như thế nào. Thật ra, nàng không quá coi trọng nhan sắc. Bình thường cũng không sử dụng bất kỳ biện pháp dưỡng da nào, nhưng sở dĩ có thể duy trì khí chất thiếu nữ, đúng là có liên quan đến Hạ Thiên. Trên cơ bản, tất cả nữ nhân có phát sinh quan hệ với Hạ Thiên, cho dù không tẩy tủy phạt cốt, cơ thể cũng sẽ duy trì trạng thái thiếu nữ. Đây cũng được xem là một trong những kỹ năng bị động của Hạ Thiên. Được rồi, ta đã biết. Mai Ngạo Tuyết thấy Y Tiểu Âm không trả lời, trong nháy mắt đã đoán được đáp án. Vì thế lại càng hướng đến Hạ Thiên mãnh liệt hơn. Dì Mai, tại sao ngươi lại quen với y tỷ tỷ? Annie tò mò hỏi. Mai Ngạo Tuyết mỉm cười xoa đầu Annie, đương nhiên là tìm nàng ấy chữa bệnh cho ta rồi. Dì Mai, dì cũng bị bệnh sao? Annie cảm thấy ngoài ý muốn, hoàn toàn nhìn không ra. Ha ha, nếu ngươi nhìn ra, ngươi chính là tiểu thần y. Mai Ngạo Tuyết vỗ cái đầu nhỏ của thiếu nữ, ngươi tiếp tục chơi đùa đi. Ta và y tỷ tỷ đến phòng khách trò chuyện. Được rồi, nhưng mọi người đừng trò chuyện quá lâu. Annie nhẹ gật đầu, sau đó nói, ta và y tỷ tỷ đã lâu không gặp, ta muốn trò chuyện với tỷ ấy. Biết rồi, ta không chiếm y tỷ tỷ của ngươi đâu. Mai Ngạo Tuyết nghéo tay với Annie, sau đó ném một ánh mắt về phía Y Tiểu Âm, hai người cùng nhau tiến vào phòng khách. Ngươi cứ tùy ý ngồi, có muốn uống chút gì đó không? Mai Ngạo Tuyết chọn một chai rượu vang trên kệ rượu, sau đó nhìn Y Tiểu Âm. Ta không uống rượu, Y Tiểu Âm một lần nữa nhấn mạnh, sau đó ngồi xuống ghế salon, bây giờ ngươi có thể nói ra mục đích thật sự của mình rồi. Mai Ngạo Tuyết vẫn lấy hai ly uống rượu vang, mở nắp, rót vào mỗi ly 1/3, sau đó đưa một ly cho Y Tiểu Âm, trước đó ta không phải nói rồi sao? Ngươi tưởng ta tin lý do đó của ngươi à? Y Tiểu Âm vẫn nhận lấy ly rượu. Nhưng không uống, chỉ đặt lên bàn. Mai Ngạo Tuyết mỉm cười, lắc lư ly rượu đỏ, vì sao ngươi lại không tin? Ngươi cảm thấy ta đang nói đùa, hay cảm thấy Hạ Thiên không có mị lực đó? Y Tiểu Âm cũng không khư khư suy nghĩ kia, chỉ nói, nếu ngươi thật sự suy nghĩ như vậy, ta lực bất tòng tâm. Nhưng bệnh của ngươi, ta tin rằng có thể chữa trị. Mai Ngạo Tuyết cau mày, lộ ra vẻ ngoài ý muốn, ngươi đã nhìn ra. Giọng nói của Y Tiểu Âm vẫn lạnh lùng, nhưng nét mặt vẫn hiện lên sự kiêu ngạo, từ sân bay đến đây ít nhất cũng phải nửa tiếng. Nếu ta còn nhìn không ra, ta sẽ thẹn với cái nghề bác sĩ của mình. Ngươi nói chuyện thật bá khí. Mai Ngạo Tuyết nhấp một ngụm rượu vang, bệnh này của ta từ trong bụng mẹ mà có, gần như đau đớn gì ta cũng đều trải qua. Cha mẹ ta dẫn ta đến Âu Mỹ tìm danh y, kết quả cũng không có cách, thậm chí còn hoài nghi ta không có bệnh. Trước kia, ta đã nghe nói qua danh tiếng nữ thần y của ngươi, nhưng ta không tin. Bây giờ ta đã tin rồi. Ánh mắt Y Tiểu Âm vẫn yên tĩnh, thần y thì không dám nhận. Y thuật của Hạ Thiên cao hơn ta gấp trăm lần, ngươi có thể đi tìm hắn. Cho dù hắn không biết ngươi bị bệnh gì, hắn cũng có thể châm cứu chữa bệnh cho ngươi. Ta không thể đi tìm hắn. Mai Ngạo Tuyết lắc đầu, hắn gần như không xuất ngoại, huống chi ta còn đắc tội hắn. Nếu chẳng may ta không lọt nổi mắt xanh của hắn, còn bị hắn giết, vậy thì được không bù mất rồi. Ngươi cẩn thận quá rồi đấy. Y Tiểu Âm cũng không biết đánh giá như thế nào, mặc dù y thuật của ta không bằng Hạ Thiên, nhưng ta khẳng định có thể trị được bệnh của ngươi. Mai Ngạo Tuyết bỗng thở dài, lắc đầu nói, bệnh của ta phải dùng nó để câu dẫn Hạ Thiên, không thể để ngươi chữa lành. Tuy nhiên, ta nhất định phải hiểu về căn bệnh này. Nó đã làm khó ta hơn 30 năm rồi. Y Tiểu Âm thản nhiên nói, bệnh này gọi là chứng hàn huyết. Nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là bệnh, mà là một loại thể chất đặc biệt, phải cần một hoàn cảnh cực kỳ khắc nghiệt mới có thể sinh tồn. Nếu hoàn cảnh thích hợp, người và người bình thường cũng chẳng có gì khác nhau. Nhưng chỉ cần hoàn cảnh có chút không đúng, bách bệnh mọc thành bụi, chịu hết tra tấn. Không sai, ta mắc phải căn bệnh này. Mai Ngạo Tuyết gật đầu, ta chỉ có thể ở Lạc Thành, cơ thể mới không tra tấn ta. Chỉ cần ta rời đi, ta sẽ liên tục bị bệnh, nhưng lại không có nguyên nhân gây bệnh.
các thiết bị y tế cũng không kiểm tra ra bất kỳ dị thường nào. Tiểu Annie là bệnh nhân mà Y Tiểu Âm gặp mấy năm trước. Lúc đó, nàng cũng không biết là bệnh gì, chữa mấy lần cũng không khả quan. Về sau, nàng từ những trang y học cổ mà nàng tìm được mới tìm thấy vài ghi chép lẻ tẻ về nó. Lúc đó, nàng đã thảo luận qua với Hạ Thiên, nhưng Hạ Thiên không có hứng thú đối với chứng bệnh này, chỉ thuận miệng nói một câu. Đây là thể chất hàn huyết, chỉ cần cam đoan hoàn cảnh thích hợp, nhất định sẽ không có vấn đề gì. Năm đó, Y Tiểu Âm chỉ từ một câu thuận miệng của Hạ Thiên, nhận được linh cảm, sau đó tiến hành trị liệu cho Annie. Trải qua mấy lần thí nghiệm, nàng phát hiện chỉ cần ở vị trí 37 ô bắc, sức khỏe Annie mới có thể bình thường trở lại. Y Tiểu Âm không nghĩ đến Mai Ngạo Tuyết thật sự chỉ bàn luận chuyện bệnh tình với nàng, không hề có ý để nàng chữa bệnh. Nàng không thể nào hiểu được suy nghĩ này, nhưng từ trước đến nay nàng luôn tôn trọng ý kiến bệnh nhân của mình. Quả nhiên, người không hổ danh là nữ thần y. Mai Ngạo Tuyết vô cùng hài lòng với sự phối hợp của Y Tiểu Âm, có lời nói này của ngươi, trong lòng ta đã có tính toán. Chỉ cần ta không rời khỏi Lạc Thành, ta sẽ sinh hoạt giống như người bình thường. Đã như vậy, trước khi chưa nắm chắc tuyệt đối, ta phải giữ lại bệnh này cho Hạ Thiên trị. Y Tiểu Âm lười thảo luận về vấn đề đó, chỉ nói tùy ngươi. Tuy nhiên, ngươi cũng đã xem như giúp ta một đại ân. Mai Ngạo Tuyết thành thật nói. Y Tiểu Âm thật sự không muốn có quá nhiều liên lụy với nữ nhân này. Nàng khẽ lắc đầu, ta chỉ nói những lời bác sĩ nên nói, cũng không giúp được ngươi cái gì, ngươi không cần khách sáo như thế. Ta không thích bị từ chối, cho nên, cho dù Y Tiểu Thư ngươi bất mãn, tốt nhất đừng nên nói ra. Nếu không, ta sẽ tức giận. Nói như vậy, bạn của ngươi có khả năng sẽ có nguy hiểm. Mặt Mai Ngạo Tuyết trầm xuống, lộ ra biểu hiện âm tàn. Rồi lại mỉm cười, chỉ cần ngươi đồng ý làm bạn với ta, vậy thì khác. Phần nhân tình của ngươi, ta cũng sẽ nhớ kỹ. Uy hiếp của ngươi vô dụng đối với ta, ta cũng không thích bị người ta uy hiếp, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ. Y Tiểu Âm thở dài, bỗng nhiên giơ tay lên. Mặc dù nàng không thích tranh đấu với người khác, nhưng cũng không có nghĩa là nàng nhát gan sợ phiền phức. Mai Ngạo Tuyết nhìn thấy Y Tiểu Âm đưa tay, không khỏi trêu chọc ngươi làm gì vậy. Muốn hút thuốc sao? Câu nói đùa vừa mới dứt, Mai Ngạo Tuyết bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, bên trong ánh mắt màu xanh lam tràn ngập sự sợ hãi. Nàng phát hiện bản thân không thể động đậy được nữa. Ta từ trước đến nay luôn thiện chí giúp người, nhưng không có nghĩa là ta không biết tức giận. Giữa ngón tay Y Tiểu Âm không biết từ lúc nào xuất hiện một cây ngân châm. Nàng chậm rãi nói, ta mặc kệ ngươi muốn làm gì, nhưng tốt nhất đừng lôi bạn của ta ra. Ta không thích. Rất không thích. Ngươi thi châm trên người ta từ khi nào? Mai Ngạo Tuyết chỉ thoáng ngạc nhiên, sau đó rất nhanh bình tĩnh trở lại, chẳng lẽ khi ta rót rượu? Có thể khiến cho ta không phát hiện ra, châm pháp của ngươi đích thật rất lợi hại. Không, Y Tiểu Âm khẽ lắc đầu, khi ngồi trên xe, ngươi đã trúng của ta một châm. Trong lòng Mai Ngạo Tuyết không khỏi run lên, rốt cuộc cảm nhận được sự đáng sợ của Y Tiểu Âm. Nàng ta lạnh lùng nói, ngươi nói khi còn ở phi trường, ta mời ngươi lên xe, ngươi đã châm cho ta một châm. Đúng, Y Tiểu Âm khẽ gật đầu. Phương pháp này nàng học từ Hạ Thiên. Khi đối mặt với người địch ta không rõ, trước châm một châm rồi nói sau. Nếu đối phương là bạn, châm này sẽ tự động biến mất, đối phương cũng không phát hiện. Nếu đối phương là địch, cứ trực tiếp dẫn phát một châm, sớm chế phục đối phương. Mai Ngạo Tuyết trừng mắt nhìn Y Tiểu Âm hơn nửa ngày, hàn quang lóe lên trong mắt, nhưng cuối cùng lại mỉm cười, thua rồi, là ta quá chủ quan, quá xem thường ngươi. Ở đây không có gì là thắng thua cả, Y Tiểu Âm lạnh nhạt nói, ta không có định ý gì với ngươi, chỉ là ngươi quá nguy hiểm, cảm xúc cũng dễ mất khống chế. Ta không thể không đề phòng một chút. Ngươi không cần nói điều gì, Mai Ngạo Tuyết không muốn tiếp tục đề tài này, thua chính là thua. Mai Ngạo Tuyết ta không phải người thua không trả tiền. Về sau, ta tuyệt đối khách sáo với bạn của ngươi, không có nửa câu bất kính, nhưng chỉ trong thời hạn 3 năm. Y Tiểu Âm cảm thấy đau đầu đối với loại người cố chấp này. Nàng chỉ thở dài, thu ngân châm giữa ngón tay lại. Ta còn thiếu ngươi một nhân tình. Vai Mai Ngạo Tuyết run lên. Sau khi phát hiện cơ thể đã khôi phục bình thường, nàng hơi dựa vào phía sau, ta không thích thiếu nợ người ta. Ngươi có thể đưa ra một yêu cầu, không tính liên quan đến bạn của ngươi.
Y Tiểu Âm thản nhiên nói, ngươi không nhất thiết phải như vậy. Không, phải nhất thiết. Mai Ngạo Tuyết nhìn chằm chằm Y Tiểu Âm, nếu ngươi bắt ta nợ nhân tình này, ta sẽ ngủ không được, sẽ cảm thấy rất khó chịu. Được rồi, Y Tiểu Âm giả bộ suy nghĩ, vừa lúc ta muốn tìm một người. Người này ở trong tù, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta tìm một chút. Mai Ngạo Tuyết mỉm cười, vậy thì đơn giản rồi, nhà giam là lĩnh vực của ta mà. Nói đi, ngươi muốn tìm ai? Ông ta tên Lục Thanh Chanh, giới tính nam, tuổi tác không rõ nhưng nhìn qua thì rất già. Y Tiểu Âm thuật lại đặc điểm sư phụ Tiêu Vô Địch. Mai Ngạo Tuyết nghe Y Tiểu Âm miêu tả xong, nàng liền gọi một cuộc điện thoại ra ngoài, lặp lại yêu cầu của Y Tiểu Âm một lần, sau đó cúp điện thoại, trong vòng một ngày sẽ có đáp án. Y Tiểu Âm thành khẩn đáp lại, cảm ơn ngươi rất nhiều. Ngươi không cần cảm ơn, ta chỉ trả lại nhân tình mà thôi. Mai Ngạo Tuyết lãnh đạm nói, ta chán ghét việc thiếu nợ người khác, mặc kệ là thiếu cái gì, chỉ cần trả trong lòng ta mới cảm thấy dễ chịu. Nói đã đến mức này rồi, Y Tiểu Âm cũng không muốn dây dưa tiếp, ta muốn đi xem bệnh của Tiểu Annie. Được, ta đã sắp xếp xong phòng bệnh, ở trên lầu. Mai Ngạo Tuyết nói, ngươi yên tâm đi, ta không tổn thương Annie đâu. Con bé chính là bản sao của ta khi còn bé. Y Tiểu Âm không nói gì, bước ra khỏi phòng khách, sau đó cùng với Annie lên lầu. Lúc này, Mai Ngạo Tuyết gọi điện thoại ra ngoài. Sau khi kết nối, nàng nói, từ bỏ đi, các ngươi không có khả năng thành công đâu. Đối diện vang lên một âm thanh đã được máy móc xử lý, ngươi nói vậy là có ý gì? Nhiệm vụ của ngươi thất bại rồi. Ta bảo các ngươi từ bỏ đi. Mai Ngạo Tuyết cố nén lửa giận trong lòng, quát lạnh, đừng để ta lặp lại lần thứ ba. Đối diện im lặng vài giây mới đáp lại, được thôi. Vạn Quỷ Huyên. Hạ Thiên vẫn nắm chắc tâm lý, cũng không phóng túng mình. Trải qua nội dung trao đổi sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, hắn chẳng những tiến hành chiết xuất và tịnh hóa linh khí bên trong cơ thể, đồng thời còn củng cố cảnh giới của mình, sau đó chủ động ngừng lại. Được rồi, đến chỗ này thôi. Hạ Thiên bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, nói với Mộc Hàm và Mỹ Nhi. Mỹ Nhi có chút ngoài ý muốn nhìn Hạ Thiên, quan tâm hỏi, phu quân, chàng không sao chứ? Tuyệt đối có vấn đề, nó không giống phong cách của chàng. Mỹ Nhi cũng cảm thấy Hạ Thiên không thích hợp, với thói quen lưu manh của hắn, muốn cái gì là tuyệt đối không ngừng. Bây giờ có vẻ hắn đã đổi tính. Vợ tóc vàng, vợ Mỹ Nhi, hai người suy nghĩ nhiều rồi, ta không có chuyện gì đâu. Hạ Thiên cười nói, ta còn phải đi cứu cửu nha đầu, không thể ở đây với hai người quá lâu. Mộc Hàm mỉm cười, cuối cùng thì tên này cũng đã trưởng thành. Nàng giúp hắn mặc quần áo, dặn dò, chàng nhất định phải cẩn thận, đừng trúng chiêu lần nữa. Lần này cũng may chàng gặp chúng ta, nếu chẳng may chàng bị khe nứt thời không dẫn đến nơi khác, chẳng phải A Cửu thảm rồi sao? Ta biết rồi, Hạ Thiên bất mãn nói, chủ yếu tên kia đánh lén ta. Ta chủ quan không tránh. Nghịch thiên bát châm của ta và linh khí của đám trưởng môn hơi xung đột, cho nên phản ứng của ta hơi chậm. Mỹ Nhi lo lắng hỏi lại, chàng xác định sau khi chàng quay về sẽ không trúng chiêu nữa. Đương nhiên sẽ không, Hạ Thiên mỉm cười nói, vừa rồi, khi tu luyện với hai người, ta đã tịnh hóa linh khí bên trong cơ thể một lần. Băng hỏa linh thể lại càng tinh thuần hơn so với trước kia. Chiêu thức như vậy lại càng vô dụng với ta. Vô dụng mới là lạ. Mỹ Nhi nghiêng người, lộ ra đường cong hoàn mỹ, vừa rồi, chàng rõ ràng có vài lần bị Mộc Hàm dùng chiêu thức tương tự lừa gạt. Hạ Thiên nhếch miệng, vậy thì khác, chơi với vợ của mình, có lừa bao nhiêu lần cũng không đáng kể. Mạnh miệng thật, Mộc Hàm bó tay, nhưng vẫn nhắc nhở, chàng đừng quá thuận theo âm hậu. Nếu có biện pháp phản chế thì cứ trực tiếp dùng. Với tính tình của chàng, tại sao lại ngoan ngoãn nghe theo người khác sắp xếp chứ? Ha ha, vợ tóc vàng, vẫn là nàng hiểu ta. Hạ Thiên ôm Mộc Hàm, hôn nàng một cái thật dài, ta đương nhiên có biện pháp phản chế, nhưng bây giờ còn chưa phải lúc. Ta chỉ muốn nhìn xem, nàng ấy bảo ta làm như vậy rốt cuộc là muốn làm gì. Tùy chàng thôi, nhưng đừng đùa quá mức. Mộc Hàm và Mỹ Nhi cũng không biết âm hậu chính là Dạ Ngọc Mỹ cải trang, cho nên hai người tất nhiên đứng trên lập trường Hạ Thiên mà nói chuyện. Lúc này, Mỹ Nhi vô cùng lười biếng. Không khỏi ngáp một cái, Mộc Hàm, người không cần để ý đến hắn nữa. Loại người như hắn, khuyên cũng không khuyên không nổi,
cứ để hắn muốn làm gì thì làm. Hạ Thiên không vui, vợ Mỹ Nhi, nàng nói vậy là không đúng. Có cái gì mà không đúng, con người của chàng vốn a, à, chàng còn nữa sao? Mỹ Nhi duỗi lưng một cái, dù sao nàng cũng đã thỏa mãn, nỗi nhớ tương tư đã được làm dịu, không còn cần hắn nữa. Kết quả lời còn chưa nói hết, cả người đã bị Hạ Thiên ôm lấy, sau đó lại là trò chơi không thể miêu tả. Đừng mà, tha cho ta đi, Mỹ Nhi có chút không chịu nổi, rốt cuộc cầu xin tha thứ. Hạ Thiên hung hăng trừng mắt, về sau ngươi còn nói xấu phu quân nữa không? Ta không dám nói xấu chàng nữa. Mỹ Nhi đẩy Hạ Thiên ra, chàng khi dễ ta, Mộc Hàm, ngươi đến giúp ta đi. Mộc Hàm đã mặc quần áo chỉnh tề ngồi ăn dưa bên cạnh, cười nói, đây là ngươi tự tìm, đâu có chuyện gì liên quan đến ta, đừng lan chiến hỏa đốt lên người ta chứ. Được rồi, đủ rồi, chàng còn phải đi cứu A Cửu nữa mà. Mộc Hàm cảm thấy hơi đau, thật không chịu được chàng mà. Mấy giờ trôi qua, Hạ Thiên hung hăng trừng phạt Mỹ Nhi một phen, rốt cuộc mới tạm hài lòng. Được rồi, ta phải đến tiểu tiên giới, hai người cũng ra ngoài đi. Hạ Thiên mỉm cười nói với Mộc Hàm, các ngươi có thể mang tiểu quỷ mau tế theo. Nói không chừng, về sau nó sẽ giúp đỡ được hai người. Ta biết rồi, chàng đừng lề mề nữa. Mỹ Nhi oán khí nói. Hạ Thiên lại trừng mắt với Mỹ Nhi, vợ Mỹ Nhi, nàng còn muốn nữa sao? Đừng, coi như ta nói bậy, chàng đi nhanh đi. Mỹ Nhi liên tục cầu xin tha thứ, thậm chí còn trốn sau lưng Mộc Hàm. Rất nhanh, Hạ Thiên đã tìm được thông đạo hướng đến khe nứt thời không tiểu tiên giới. Khi nó còn chưa khép kín, hắn dùng châm ngoại châm khiến cho nó một lần nữa vỡ ra, sau đó không chút do dự mà bước ra ngoài. Tiểu tiên giới, Cửu Sơn kiếm môn. Hỏa Cửu Linh bị người ta trói lại. Lần này là trước đại trận hộ sơn Cửu Sơn kiếm môn. Cũng có mấy ngàn người vây quanh nàng, đa số là đệ tử Vạn Lung Động Thiên. Bọn họ không tìm được Hạ Thiên, tất nhiên sẽ quy tội Vạn Lung Vương chết lên đầu nàng, muốn chém nàng thành muôn mảnh. Còn có một số người đến từ Bồng Lai Phúc Địa và Cửu Sơn kiếm môn. Hỏa Cửu Linh, các ngươi và ngoại địch tự tiện giết trưởng môn Vạn Lung Động Thiên ta, đảo loạn trật tự tiên giới, đúng là tội ác tày trời. Hôm nay chúng ta nhất định phải giải quyết ngươi ngay tại chỗ. Một vị đại trưởng lão chấp pháp Vạn Lung Động Thiên trừng mắt nhìn Hỏa Cửu Linh, còn có thủ của Nhạc thiếu trưởng môn và Liệt Hỏa trưởng lão, ngươi cũng phải trả luôn. Đúng là buồn cười, sau khi đi theo Hạ Thiên, gan Hỏa Cửu Linh cũng lớn hơn rất nhiều, cũng không còn e ngại những người này. Nàng đáp lại, ngươi nói nghe hiên ngang lẫm liệt quá. Khi Vạn Lung Vương bị giết, sao không thấy ngươi xông lên liều mạng với Hạ trưởng môn? Bây giờ Hạ trưởng môn biến mất, ngươi không chờ đợi nổi mà nhảy ra, ngươi muốn làm Vạn Lung Vương tân nhiệm à? Đại trưởng lão Vạn Lung Động Thiên cao mày, tức giận quát, làm càn. Thân phạm trọng tội, tội ác chồng chất, ngươi còn không biết hối cải, ngươi đúng là không có chút liêm sỉ nào. Ngươi đã liên lụy Bồng Lai Phúc Địa phải chôn cùng với ngươi. Mấy lời nói nhảm này không dọa được ta đâu. Gương mặt Hỏa Cửu Linh tràn ngập sự khinh thường, lớn tiếng nói cho cùng. Ngươi chỉ muốn mượn mạng của ta để thành tựu thanh danh cho ngươi mà thôi. Ngươi nhìn thì đại công vô tư, một thân chính khí, nhưng trong lòng còn không phải bè lũ xu nịnh, vì tư lợi hay sao? Minh ngoan bất linh, chẳng có gì đáng nói. Đại trưởng lão chấp pháp hừ lạnh một tiếng, quay sang nói với một vị công tử trẻ tuổi vẫn luôn đứng bên cạnh, Diệp công tử, ngươi có gì muốn hỏi không? Người này thật ra cũng không phải ai khác chính là Diệp Tuyệt Trần đã từng gặp Hạ Thiên ở Sương Nguyệt Đảo. Hắn ta chính là con của trưởng môn Cửu Sơn Kiếm Môn. Sở dĩ hắn ta trở thành đệ tử Vạn Lung Động Thiên, chính là trao đổi thân phận với Nhạc Siêu Phàm, không khác gì biến hình kế ở trái đất. Nhưng sau khi Nhạc Siêu Phàm được đổi đến Cửu Sơn Kiếm Môn, cả người mất phương hướng, thật sự coi mình là thiếu trưởng môn Cửu Sơn Kiếm Môn. Diệp Tuyệt Trần ngược lại nhìn thấu không ít chuyện. Nhất là sau khi giao thủ với Hạ Thiên, lại càng thêm trưởng thành hơn. Cho dù sau này đã đổi trở về với Nhạc Siêu Phàm, hắn ta cũng vẫn thu lại ngạo khí không coi ai ra gì. Đáng tiếc, hắn ta làm như vậy lại càng không được phụ thân ưa thích. Thật ra, đối với tiểu tiên giới đã lộ ra khí tức mục nát, Diệp Tuyệt Trần đã có chút phản cảm, chỉ là hắn ta không có năng lực thay đổi. Hạ Thiên vừa biến mất chưa được nửa ngày. Đám người này đã không kịp chờ đợi muốn giết Hỏa Cửu Linh,
muốn mượn cơ hội này thu lợi. Bọn họ không nghĩ rằng nếu chẳng may Hạ Thiên quay lại, đến lúc đó làm thế nào để kết thúc. Đương nhiên, hắn ta không cần thiết nói ra mấy lời này. Bây giờ hắn ta chỉ là người đứng xem trò vui mà thôi. Diệp công tử, ngươi làm sao? Chấp pháp đại trưởng lão pháp thấy Diệp Tuyệt Trần đứng ngẩn ra một hồi lâu, không khỏi cảm thấy kỳ quái, liền gọi hắn ta mấy tiếng. À, ta không sao. Diệp Tuyệt Trần lấy lại tinh thần, khoát tay nói, hỏa cửu linh và cửu sơn kiếm môn không xảy ra mâu thuẫn, cho nên chúng ta không có lập trường xử lý nàng ta, các ngươi cứ tùy ý. Ánh mắt chấp pháp đại trưởng lão hiện lên sự khác lạ, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường, thầm nghĩ như vậy cũng tốt. Nếu cửu sơn kiếm môn nhúng tay vào, khi đó không còn chuyện của ông ta nữa. Nhưng cửu sơn kiếm môn cũng không thể buông tay mặc kệ. Nếu ma đầu kia quay lại, còn cần cửu sơn kiếm môn đứng cản đằng trước. Nếu là như vậy, vậy lão phu xin mượn uy của cửu sơn kiếm môn xử lý tiện nhân phản bội tiên giới này. Chấp pháp đại trưởng lão cười khẽ với Diệp Tuyệt Trần, sau đó cao giọng nói với mọi người vây xem, đệ tử Vạn Lung Động Thiên, đệ tử Bồng Lai Phúc Địa đang có mặt ở đây, các ngươi hãy nhìn xem, sau này lấy đó mà làm gương. Nếu không, kết quả của các ngươi sẽ giống với nàng ta. Nói nhảm nhiều quá, muốn giết thì cứ giết, đừng ở đó mà giày vò nữa. Hỏa Cửu Linh cũng chán nhìn mặt đám người này. Có đôi khi, bọn họ còn buồn nôn hơn mấy kẻ nịnh hót, ngụy quân tử của giới thế tục. Chấp pháp đại trưởng lão đương nhiên muốn diễn cho hết vai. Nếu không, ông ta làm sao mà vớt được danh vọng. Ông ta không thèm để ý Hỏa Cửu Linh, tiếp tục vạch trần tội trạng của nàng và việc ác của Hạ Thiên, đề cao cái chết của Vạn Lung Vương và Bồng Lai Vương, cảnh tượng vô cùng cảm động. Buồn nôn thật đấy, Hỏa Cửu Linh liếc mắt, sớm biết như thế, ta nên để hạ trưởng môn giết sạch các ngươi, tránh cho bây giờ các ngươi làm bẩn con mắt của bổn cô nương. Chấp pháp đại trưởng lão gầm lên một tiếng, hừ, Hỏa Cửu Linh, ngươi thật sự cho rằng cái tên hạ giới tên Hạ Thiên kia có thể muốn làm gì tiên giới chúng ta thì làm sao? Hỏa Cửu Linh mỉm cười, không chút lưu tình vạch trần, đây không phải ta cho rằng, mà các ngươi quả thật đã bị hắn ta đánh cho tè ra quần. Không còn lực chống đỡ. Nếu đại trưởng lão ngươi thật sự có bản lãnh, khi hạ trưởng môn giết Vạn Lung Vương, tại sao ngươi lại trốn mà không dám hiện thân? Làm càn, ra mặt chấp pháp đại trưởng lão cũng rất dày, cũng không bị mấy câu nói đó làm cho tức giận. Ngược lại, ông ta còn ngạo nghễ nói, tiểu tử kia nhất định đã dùng yêu pháp. Với cảnh giới như Vạn Lung Vương, nếu đường đường chính chính quyết đấu, tại sao lại thua? Lúc đó, lão phu đang trong thời khắc luyện đan mấu chốt, không thể thoát thân. Bằng không, lão phu chỉ cần một kiếm, chắc chắn đã chém chết cái tên Hạ Thiên, rửa sạch ô danh cho Vạn Lung Động Thiên ta. Ông ta nói rất có lực, ít nhất rất nhiều đệ tử Vạn Lung Động Thiên ở đây trở nên phấn chấn. Khủng hoảng do Vạn Lung Vương bị giết trước đó cũng giảm hơn phân nửa, tất cả đều nhao nhao hưởng ứng, đại trưởng lão uy vũ. Chấp pháp đại trưởng lão vô cùng hài lòng. Lập tức vung đại bào, trước giết chết yêu nữ, sau trảm Hạ Thiên. Trước giết chết yêu nữ, sau trảm Hạ Thiên. Rất nhiều đệ tử Vạn Lung Động Thiên đều kêu lên. Hai vị chấp hình giả đứng bên cạnh Hỏa Cửu Linh lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ, bổ tới Hỏa Cửu Linh. Ngươi nói ngươi muốn trảm ai? Lúc này, một giọng nói bình tĩnh mang theo chút lười biếng bỗng nhiên vang lên. Giọng nói này rất nhẹ nhưng tất cả mọi người đều nghe rất rõ ràng. Bên trong giọng nói mang theo lực chấn nhiếp cường đại, âm thanh kêu la trong nháy mắt ngừng lại. Ban đầu, Hỏa Cửu Linh đã từ bỏ, cảm thấy chết cũng tốt, chỉ là nàng có chút không cam tâm, không thể đi cùng với Hạ Thiên đâm thấu tiên giới mục nát này. Trong lúc nàng đã tiếp nhận thất bại, nàng lại một lần nữa nghe được âm thanh vận mệnh kia. Ai, là ai đang nói chuyện? Chấp pháp đại trưởng lão giận dữ, lập tức nhìn chung quanh. Phóng ra linh áp khổng lồ, đám chuột nhắt giấu đầu lòi đuôi, có gan thì cút ra đây cho lão phu. Rất nhiều đệ tử Vạn Lung Động Thiên đều cảm nhận được sự cường đại của đại trưởng lão, cảm thấy yên tâm hơn một chút. Diệp Tuyệt Trần cau mày, bởi vì hắn ta đã nghe qua giọng nói này, cũng đoán được chủ nhân giọng nói đó là ai. Chỉ là hắn ta không thể tin được, chỉ trong nửa ngày Hạ Thiên đã phá giải khe nứt thời gian mà phụ thân hắn ta đã chém ra. Thực lực này đúng là không thể tưởng tượng. Ngươi nói ai là chuột nhắt? Âm thanh kia lại vang lên, hờ hững nói, ta không có giấu đầu lòi đuôi, nhưng ta cần chút thời gian nữa.
lão ngốc ngươi chờ đó cho ta. Một lần nữa nghe được giọng nói này, Hỏa Cửu Linh rốt cuộc xác định đây không phải ảo giác của nàng, chẳng lẽ. Lúc này, bầu trời bỗng nhiên nứt ra một đường. Tiếp theo, đường nứt này càng lúc càng lớn, tạo thành hình dáng của một con mắt. Một bóng người từ trong khe nứt này bước ra ngoài. Hỏa Cửu Linh nhìn người đến, quả nhiên là người mà nàng đã nghĩ, không khỏi kinh hỉ, Hạ trưởng môn, người thật không chết sao? Nói nhảm, làm sao ta chết được chứ? Hạ Thiên uể oải ngáp một cái. Lần này hắn thật sự buồn ngủ. Dù sao hắn cũng đã tiêu hao không ít tinh lực với hai bà vợ của mình bên trong khe nứt thời không, nhưng tại sao ngươi lại bị người ta trói như thế? Nói sao ngươi cũng là công cụ của ta mà, ngươi đúng là phế vật. Điều này không thể trách ta được. Hỏa Cửu Linh cũng cảm thấy hơi xấu hổ, bọn họ có quá nhiều người, tu vi cảnh giới cũng cao hơn ta không ít. Tâm trạng Hạ Thiên cũng không tệ lắm, cũng không ác miệng với Hỏa Cửu Linh. Hắn tiện tay mở dây thừng trói buộc trên người nàng. Ngươi chính là Hạ Thiên, là tên ác tặc đánh lén trưởng môn Vạn Lung Động Thiên ta. Lúc này, chấp pháp đại trưởng lão mới hồi phục tinh thần, chỉ vào Hạ Thiên, phẫn nộ quát, ngươi xuất hiện thật đúng lúc, lão phu vừa lúc giải quyết ngươi ngay tại chỗ, để ngươi biết tiên giới không phải là nơi mà người hạ giới ngươi có thể dương oai. Lão đầu nhi, ngươi nói nhảm hơi nhiều, muốn đánh thì nhanh một chút. Hạ Thiên nhếch miệng, ta không có thời gian lãng phí với ngươi ở đây. Ngươi đã không coi ai ra gì, lão phu sẽ để ngươi biết thế nào là lợi hại. Chấp pháp đại trưởng lão giận dữ, vừa nhấc trưởng đã gió nổi mây phun, mang theo linh áp cuồn cuộn đánh về phía Hạ Thiên. Hỏa Cửu Linh không khỏi nhắc nhở, Hạ trưởng môn cẩn thận. Đây chính là tàng phong kiếm trưởng của ông ta, nhìn thì giống trưởng phong, thật ra lại có kiếm khí giấu trong người. Nếu ngươi tránh trưởng phong, ngươi sẽ bị kiếm khí tấn công. Nếu ngươi đón kiếm khí, ngươi sẽ bị trưởng phong vỗ trúng. Đây là chiêu thức vô cùng âm độc. Hỏa Cửu Linh, ngươi quả nhiên là tên phản đồ. Chấp pháp đại trưởng lão giận đến dựng râu trừng mắt, chờ ta làm thịt tên tiểu tử này xong, ta sẽ tự tay kết liễu ngươi. Hỏa Cửu Linh hừ nhẹ một tiếng, một chút cũng không thèm để ý người này nói, Hạ trưởng môn, kiếm khí của ông ta bình thường giấu trong sơ hở của trưởng pháp. Chỉ cần ngươi không bắt lấy sơ hở đó, kiếm khí của ông ta khó mà dùng. Không cần phải vậy, Hạ Thiên nhẹ nhàng vươn tay, trực tiếp đón lấy trưởng phong lăng lợi của chấp pháp đại trưởng lão. Chấp pháp đại trưởng lão cuồng hỉ trong lòng, tiểu tử này quả nhiên cuồng quá mức, hắn biết rõ bên trong sơ hở của trưởng pháp là kiếm khí, lại còn dám tranh phong mang, đơn giản chính là tìm cái chết. Tiểu nhi cuồng vọng. Hôm nay lão phu sẽ báo thù cho Bồng Lai Vương và Vạn Lung Vương, đi chết đi. Chấp pháp đại trưởng lão không thèm phản ứng Hạ Thiên, trưởng phong thu lại, kiếm khí cuồn cuộn như phi lưu trực hạ hạ tam thiên xích đánh về phía Hạ Thiên. Người chết đi thì tốt hơn. Hạ Thiên gật đầu, giống như rất tán đồng hai chữ chết đi, sau đó một quyền đánh vào ngực chấp pháp đại trưởng lão. Chấp pháp đại trưởng lão trợn tròn mắt, cảm giác không cách nào chống lại luồng sức mạnh đó. Trong khoảnh khắc nó xuyên qua cơ thể của ông ta, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch nổ tung, thất khiếu chảy máu. Ông ta không cam lòng kêu lên, không thể nào. Thật ra, thực lực của chấp pháp đại trưởng lão không yếu hơn Vạn Lung Vương, trong toàn bộ tiên giới cũng được xem là có danh tiếng. Đáng tiếc, ông ta lại không địch nổi một quyền của Hạ Thiên. Cho dù đám đệ tử Vạn Lung Động Thiên đã từng chứng kiến sự lợi hại của Hạ Thiên, vẫn bị chấn kinh một lần nữa. Hạ Thiên cũng không cảm thấy đây là chuyện lớn lao gì. Trưởng môn hắn còn xử lý được, một trưởng lão bé xíu có gì có thể nói chứ? Hạ trưởng môn, chuyện gì xảy ra với ngươi thế? Hỏa Cửu Linh cảm thấy Hạ Thiên lúc này không giống với lúc trước, không khỏi hỏi dò, làm sao ngươi trốn khỏi khe nứt thời không? Điều này chẳng liên quan gì đến ngươi. Hạ Thiên nhìn Hỏa Cửu Linh một chút, thản nhiên nói, ta muốn tìm lão gia hỏa đã đánh lén ta. Không rảnh quan tâm đến ngươi đâu. Ta hiểu rồi, Hỏa Cửu Linh vô cùng thức thời, biết rất rõ vị trí của mình. Nàng gật đầu, Hạ trưởng môn không cần để ý đến ta. Ta đi theo ngươi là được. Hạ Thiên từ chối cho ý kiến, tùy ngươi. Trong lúc Hạ Thiên đang dự định tìm lão đầu nhi đã chém ra khe nứt thời không, một nam tử trẻ tuổi quen mặt chặn đường của hắn lại, mỉm cười nói, Hạ Thiên, đã lâu không gặp, nghĩ không ra tu vi của ngươi lại tăng lên. Ngươi là ai, ta biết ngươi sao, Hạ Thiên lười biếng hỏi.
ta là Diệp Tuyệt Trần. Nam tử trẻ tuổi thở dài, có chút bó tay, chúng ta mới gặp nhau cách đây không lâu ở Sương Nguyệt Đảo, nhanh như vậy mà ngươi đã quên rồi sao? Hạ Thiên suy nghĩ một chút, quả thật có chút ấn tượng, nhưng biểu hiện của hắn cũng không có gì thay đổi quá lớn, là ngươi sao? Đã nhặt về được một cái mạng, vậy thì hãy cố mà trân quý, đừng cản đường ta. Ngươi rất đáng sợ, ta không muốn là địch với ngươi. Diệp Tuyệt Trần bỗng rút một thanh trường kiếm, nhưng cha của ta là trưởng môn Cửu Sơn Kiếm Môn, là con của ông ấy, ta không có khả năng thả ngươi đi. Hạ Thiên khinh bỉ nhìn Diệp Tuyệt Trần, ta muốn đi đâu, không người nào có thể ngăn được ta, càng không tồn tại người nào bảo không có khả năng. Ngươi cũng không có bản lãnh đó. Có bản lãnh hay không, ta cũng phải cản ngươi. Ánh mắt Diệp Tuyệt Trần ngưng lại, vẻ mặt ngưng trọng, lưỡi kiếm dần dần ngưng tụ một luồng hàn khí. Bại tướng dưới tay, ngươi không có tư cách đánh với ta. Hạ Thiên nghiêng đầu nhìn Hỏa Cửu Linh, ngươi không phải muốn tìm chuyện làm sao? Giao hắn ta cho ngươi giải quyết đấy. Không làm được, đừng bảo ngươi quen biết ta, mất mặt lắm. Nói xong, hắn tiện tay đâm cho Hỏa Cửu Linh một châm. Chủ yếu là chữa trị thương thế của nàng, thuận tiện giúp nàng gia tăng một ít thực lực. Cho dù là công cụ, cũng là công cụ của Hạ Thiên hắn, sao có thể để người khác khi dễ? Vâng, Hỏa Cửu Linh nghe Hạ Thiên nói, không khỏi sửng sốt, gương mặt kích động gật đầu, Hạ trưởng môn yên tâm đi, ta tuyệt đối không thua đâu, cũng tuyệt không để hắn ta quấy rầy ngươi. Hạ Thiên từ chối cho ý kiến thái độ của Hỏa Cửu Linh, chỉ thản nhiên nói, không có ai quấy rầy được ta. Chỉ là ta không thích bị mấy tên ngu ngốc dây dưa. Quả nhiên chỉ biết khinh thường người khác. Vậy ta sẽ để cho ngươi biết Diệp Tuyệt Trần ta không thể chịu nhục. Mặc dù Diệp Tuyệt Trần đã từng bại trong tay Hạ Thiên, nhưng ngạo khí của hắn ta đã ngấm vào trong cốt tủy, hoàn toàn không bị đánh mất. Hiện tại hắn ta bị Hạ Thiên đối đãi như thế, không khỏi sinh lòng tức giận. Hạ Thiên, ngươi chịu chết đi. Lời còn chưa dứt, kiếm chiêu đã xuất ra. Một luồng trường hồng trong khoảnh khắc đã đến trước mặt Hạ Thiên. Mũi kiếm khẽ run, tiếng xé gió như phượng kêu khẽ. Diệp Tuyệt Trần vừa ra tay đã dốc hết toàn lực. Hắn ta biết rõ Hạ Thiên lợi hại, đồng thời cũng kiêng kỵ thân pháp quỷ mị của Hạ Thiên, cho nên hắn ta không dám chủ quan. Hắn ta không cầu giết được Hạ Thiên, chỉ muốn cho đối phương một bài học, chứng minh hắn ta không phải phế vật. Đáng tiếc, hắn ta vẫn chậm một bước. Chỉ trong một giây phút cực kỳ ngắn ngủi, Hạ Thiên đã biến mất không thấy. Xuất hiện trước mắt hắn ta lại là Hỏa Cửu Linh. Diệp Tuyệt Trần kinh ngạc thu chiêu, đứng ngẩn ra ngay tại chỗ, nhìn xung quanh, sau đó hỏi Hỏa Cửu Linh, hắn đâu rồi? Đi rồi, Hỏa Cửu Linh thuận tay cướp một thanh trường kiếm của một đệ tử Vãn Lung Động Thiên đang đứng xem náo nhiệt bên cạnh, trực chỉ Diệp Tuyệt Trần, ngươi đừng chú ý đến hắn. Kiếm thuật của ta cũng không yếu. Coi chừng chết dưới kiếm của ta đấy. Diệp Tuyệt Trần thu kiếm vào vỏ, lạnh lùng nói, ta không đấu kiếm với nữ nhân. Hỏa Cửu Linh không khỏi cười nhạo, ta thấy ngươi đang sợ thua thì phải. Hỏa Cửu Linh, chuyện của ngươi đã sớm báo lên tiên đế, sớm muộn gì cũng có kết luận, ta không muốn bị kéo vào trong. Diệp Tuyệt Trần nói, còn nữa, ngươi không phải đối thủ của ta, đừng có tự tìm đường chết. Ngươi không muốn bị Hạ Thiên khinh thường. Bản thân đã phạm vào sai lầm nữ nhân thường phạm. Con người Hỏa Cửu Linh ngưng lại, sát cơ đột ngột tăng lên, trải qua Hạ trưởng môn dìu dắt, ta đã sớm không còn là Hỏa Cửu Linh lúc trước. Xem thường ta, coi chừng ngươi bị ta giết đấy. Muôn vàn lý do thoái thác, chỉ bằng mắt thấy mới là thật. Hỏa Cửu Linh vừa dứt lời, trường kiếm trong tay rung lên, vẽ thành một hình vòng tròn, vạch ra vô số mũi kiếm, trực tiếp đâm vào Diệp Tuyệt Trần. Diệp Tuyệt Trần than nhẹ một tiếng, cũng vẫn không rút kiếm, chỉ dùng ngón giữa và ngón trỏ tay trái bóp thành kiếm quyết nghênh đón Hỏa Cửu Linh. Bang bang vài tiếng, chỉ kiếm và trường kiếm đã va chạm nhau, có đến có về. Ngươi đích thật đã có tiến bộ, nhưng chút trình độ đó không phải đối thủ của ta. Diệp Tuyệt Trần vẫn duy trì tự tin như cũ. Hỏa Cửu Linh cũng không vội, cười nói, đừng vội, ăn một kiếm này của ta đi. Mũi kiếm của Hỏa Cửu Linh đột nhiên dâng trào kim quang, kiếm khí vỡ thành vô số hạt tròn tinh mịn, phóng vào mặt Diệp Tuyệt Trần. Toái hoa hỏa. Hỏa Cửu Linh thu kiếm, mỉm cười nhìn Diệp Tuyệt Trần. Một thoáng sau, những hạt tròn nhỏ vụn tạo thành từng luồng chảm kích. Lúc này, Diệp Tuyệt Trần giống như bị điện giật, miệng phun máu tươi ngã xuống đất,
thật sự không cam lòng, bại bởi Hạ Thiên thì thôi đi, bây giờ còn thua trong tay ngươi. Thật ra ngươi vẫn thua Hạ trưởng môn, Hỏa Cửu Linh và Diệp Tuyệt Trần cũng không có bất kỳ cừu hận gì không giải được. Cho nên nàng cũng không ra tay hạ sát, chỉ cần đảm bảo hắn ta không gây phiền phức cho Hạ Thiên là được. Đúng vậy, lại bại bởi tay hắn. Diệp Tuyệt Trần thở dài một tiếng, xem như nhận mệnh. Một bên khác, Hạ Thiên đến thẳng đại điện tông môn Cửu Sơn kiếm môn. Ngươi là người phương nào? Tại sao lại dám tự tiên xông vào Cửu Sơn kiếm môn? Đệ tử canh giữ trước đại điện đã nhìn ra được Hạ Thiên không phải đệ tử Cửu Sơn kiếm môn, hơn nữa cũng không giống người tiên tông khác, vì thế đã tiến lên ngăn cản hắn. Hạ Thiên liếc nhìn người này, hỏi một câu, có phải trưởng môn của các ngươi đang ở bên trong không? Nếu ngươi còn không thông báo tính danh, ngươi đừng trách chúng ta vô lễ. Thủ vệ bên trái lạnh giọng quát. Thủ vệ còn lại nâng cao cảnh giác, ngươi mau rời khỏi đây. Nếu không, ta sẽ coi ngươi là ngoại địch, giết chết ngay tại chỗ. Ta hỏi cái gì thì đáp cái nấy. Hạ Thiên đâm cho hai người này một châm. Hai thủ vệ trước điện trong nháy mắt trở nên nhu thuận, cung kính đáp trưởng môn đang ở trong đại điện. Hạ Thiên lắc đầu nói, đám ngu ngốc các ngươi. Nói nhẹ thì các ngươi không nghe. Châm này rất khó chịu đúng không? Gương mặt hai thủ vệ trước điện lộ ra vẻ thống khổ nhưng không hề phát ra âm thanh. Hạ Thiên cũng không hứng thú làm khó dễ bọn họ, trực tiếp bước thẳng vào đại điện. Trên vương tọa chính giữa đại điện, một lão giả râu tóc bạc trắng nhưng khí thế kinh người, tay trái còn cầm một thanh kiếm màu trắng bạc đang ngồi. Nhìn thấy Hạ Thiên ung dung bước vào, ông lão tóc bạc cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi còn lợi hại hơn so với lão phu đã nghĩ. Ta vốn cho rằng ngươi ít nhất phải tốn hơn 3 ngày, nghĩ không ra chỉ có nửa ngày ngươi đã ra ngoài. Lão đầu nhi, đừng nói chuyện giống như hiểu rõ ta lắm. Ta cũng chẳng quen biết ngươi. Hạ Thiên nhếch miệng, trừng mắt nhìn lão già tóc bạc, còn nữa, nếu ngươi đã dám đánh lén ta, ngươi hãy sớm chọn kiểu chết đi. Ha ha, quả nhiên rất ngông cuồng. Lão già tóc bạc cười khẽ. Nheo lại cặp mắt đã lộ ra sát khí, trước đó, ta chỉ cho ngươi một bài học, để ngươi biết được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Xem ra, tâm huyết lần này của lão phu xem như uổng phí. Hạ Thiên bĩu môi, thất bại thì nhận mình thất bại, ở đây gượng chống để làm gì? Thật là, kẻ nhát gan thì không thể dậy, gỗ mục thì không điêu khắc được. Lão giả tóc bạc hừ lạnh, bất bình nói, vốn lão phu thấy ngươi có thể giết chết Bồng Lai Vương và Vạn Lung Vương. Cho rằng ngươi là một hạt giống tốt, cố ý muốn thu ngươi làm đệ tử quan môn, cố gắng bồi dưỡng ngươi. Đáng tiếc, ngươi lại không biết điều. Vậy ta cất nhắc ngươi được không? Hạ Thiên mỉm cười nói, ta quyết định thu ngươi làm đại đệ tử đóng cửa mở cửa. Không đúng, ngươi không xứng làm đồ đệ của ta, chỉ là đồ tôn, chuyên phụ trách mở cửa và đóng cửa. Làm càn, lão giả tóc bạc nổi giận quát một tiếng, cả tòa cung điện đều chấn động cả lên. Ngươi cho rằng lão phu là phế vật giống như Bồng Lai Vương và Vạn Lung Vương sao? Lão phu là nhất đại kiếm tông, cho dù tiên đế đời thứ nhất cũng phải nể mặt ta 3 phần. Hạ Thiên khinh thường nhún vai, vậy ngươi chẳng có gì đặc biệt. Trẻ tuổi thì không biết trời cao đất rộng, cứ tưởng mình vô địch thiên hạ. Lão giả tóc bạc giận quá hóa cười, đưa tay chỉ Hạ Thiên, lão phu là tiền bối tu tiên giả, ở đây thật lòng khuyên ngươi một câu, đại đạo ngàn vạn. Tinh kỳ la bố, ngươi ngàn vạn lần đừng có cản rỡ. Từ Côn Luân đã chào hỏi ta một câu, hôm nay ta lưu lại cho ngươi một mạng, ngươi hãy tự giải quyết cho tốt. Nói nhảm nhiều quá, Hạ Thiên cảm thấy chẳng có gì thú vị, nếu ngươi sợ, ngươi hãy tự phế đan điền, sau đó giải tán thần quang trận bên trên là được. Ta sẽ không giết ngươi. Lão giả tóc bạc lạnh lùng nhìn Hạ Thiên, bỗng rút kiếm ra khỏi vỏ, chém về phía Hạ Thiên. Chiêu thức như vậy vô hiệu đối với ta. Hạ Thiên hờ hững bước mấy bước, ngân châm đầu ngón tay khẽ nhấn đến, phòng bế lại khe nứt thời không chuẩn bị chém ra. Một luồng hồ quang từ mũi kiếm triệt thoái về phía sau, trở lại vào vỏ kiếm sâu như vực. Lão giả tóc bạc không khỏi kinh ngạc, ngươi có thể phong bế liệt không chạm của ta. Cái này có gì khó đâu. Hạ Thiên nhếch miệng, xuất xứ chân chính khe nứt thời không của ngươi thật ra không phải kiếm mà là vỏ. Chỉ cần phong bế vỏ kiếm của ngươi cũng chẳng có gì khác với phế vật. Ha ha, ngươi quả nhiên là người rất có tài. Lão giả tóc bạc nhìn chằm chằm Hạ Thiên, một lát sau cười rộ lên, quăng kiếm đi,
sau đó rời khỏi vương tọa, nhanh chân bước đến gần Hạ Thiên, làm ra vẻ thân cận, khi Từ Côn Luân khoác lác với ta, lão phu còn tưởng rằng hắn ta yêu ai yêu cả đường đi, khoe khoang thay cho con rể tương lai của mình. Nghĩ không ra ngươi thật sự có thực lực kinh khủng như vậy. Nói xong chưa, vậy ngươi có thể chết rồi. Hạ Thiên lạnh nhạt nói. Nụ cười trên gương mặt lão giả tóc bạc dần ngưng lại, hơi lúng túng, ngươi đây là có ý gì? Ý của ta rất rõ ràng. Hạ Thiên cười nói, lão đầu nhi, có phải ngươi cảm thấy mình rất cơ trí không? Hạ Thiên, lão phu chỉ đùa với ngươi một chút thôi, tại sao ngươi lại nghiêm túc như thế? Lão giả tóc bạc chắp hai tay sau lưng, ung dung bước đi, giữ một khoảng cách với Hạ Thiên, lão phu cũng chịu sự nhờ vả của Từ Côn Luân, cũng không có ý mạo phạm. Nếu có chỗ nào không đúng, lão phu nhận sai ngay tại đây. Hạ Thiên khinh thường nói, ngươi có phải đang nói đùa ta hay không, ta không biết, nhưng ta xưa nay không thích nói đùa. Ngươi cứ khư khư cố chấp với lão phu như thế sao? Lão giả tóc bạc thấy Hạ Thiên không thức thời như vậy, bất mãn nói, lão phu cũng lớn hơn ngươi mấy chục tuổi, bất luận cảnh giới hay tư lịch đều cao hơn ngươi. Ta đã chủ động cho ngươi một bậc thang, ngươi đừng không biết tốt xấu như thế. Di ngôn đã nói xong chưa? Hạ Thiên còn vội đến thiên ngoại thiên cứu A Cửu, thật sự không hứng thú lãng phí thời gian ở đây với một lão giả nói nhiều. Lão giả tóc bạc bị lời nói của Hạ Thiên chọc giận, quát lớn, tiểu tử, ngươi cho rằng lão phu không trị được ngươi. Có bản lãnh thì lấy ra đi, không thì không còn cơ hội nữa đâu. Hạ Thiên hờ hững đáp lại một câu. Vậy để lão phu mở mang tầm mắt cho ngươi một chút. Lão giả tóc bạc quát lạnh một tiếng, dùng chỉ làm kiếm, ngưng tụ từng luồng khí kiếm chiếu sáng toàn bộ cung điện. Hạ Thiên đứng im tại chỗ không nhúc nhích, thái độ thản nhiên. Một chút cũng không để kiếm khí lẫm liệt vào mắt, thậm chí còn ngáp một cái. Thiên khí lượng kiếm trận, đi. Lão giả tóc bạc tức giận còn nhiều hơn, cảm thấy mình bị nhục nhã quá lớn, nhất chỉ mang theo kiếm khí đầy trời chém về phía Hạ Thiên. Trình độ kiếm khí này hoàn toàn không có tác dụng đối với ta, đừng lãng phí thời gian nữa. Hạ Thiên vẫn ung dung như cũ, mặc cho kiếm khí đầy trời vây quanh hắn. Vô số kiếm khí lưu chuyển. Phát ra tiếng sầm rền vang, khí thế dọa người. Quan trọng hơn, lão giả tóc bạc biến mất, ẩn mình bên trong kiếm khí đầy trời, như con sói đói đang rình con mồi, tùy thời có thể cho Hạ Thiên một kích chí mạng. Hạ Thiên vẫn nhàn nhã, tiến thối tự nhiên bên trong đại trận kiếm khí. Cho dù kiếm khí vẫn luôn công kích hắn, cũng không đủ cho hắn kích động lên dù chỉ là một chút. Chẳng thú vị gì cả, chỉ cái này thôi cũng muốn ta khai nhãn giới. Hạ Thiên nhìn mấy giây, cảm thấy không có ý nghĩa, vậy để cho ta giúp ngươi mở mang tầm mắt. Nói xong, giữ ngón tay của Hạ Thiên lộ ra một ngân châm, nhấn tới một nơi nào đó bên trong đại trận kiếm khí. Soạt! Đúng vào lúc này, kiếm khí đầy trời giống như thủy triều lui bước, lui vào vị trí mà Hạ Thiên đã châm ngân châm. Muốn chạy, ngươi chạy được sao? Hạ Thiên nhếch miệng, ngân châm trong tay cũng không thay đổi phương hướng. Vẫn đâm thẳng về phía hư không. Kiếm khí đầy trời giống như mãnh thú bị đâm trúng chỗ đau, trong nháy mắt mất đi khống chế, tiến vào trạng thái bạo tẩu, di chuyển không hề trật tự chút nào. Ánh mắt Hạ Thiên thoáng nhìn, bỗng nhiên đạp bay vào một chỗ nào đó. Bành! Chỉ thấy lão giả tóc bạc xuất hiện, rút lui vài trăm mét, va sụp mấy bức tường, khó khăn lắm mới ngừng lại được, vừa định há miệng nói thứ gì đó, ông ta đã phun ra một ngụm máu trước. Cùng lúc đó, kiếm khí cuồng vũ đầy trời trong nháy mắt tiêu tán không còn, giống như chưa từng tồn tại qua. Ngươi chỉ có chút thực lực đó thôi sao? Không đúng, Hạ Thiên cảm thấy kỳ quái. Lão đầu nhi này thật sự quá yếu. Chẳng lẽ tất cả thực lực của ông ta đều nằm trong vỏ kiếm? Được rồi, bây giờ không lăn tăn vấn đề nhàm chán này nữa. Cứu cửu nha đầu quan trọng hơn. Hạ Thiên chậm rãi tiến lên, đến trước mặt lão giả tóc bạc đã bất tỉnh nhân sự. Định phá trận pháp trong đan điền. Khoan đã, lúc này, một âm thanh vang dội bỗng nhiên vang lên. Hạ Thiên hoàn toàn không phản ứng đến âm thanh này, ngân châm đã đâm vào mi tâm lão giả tóc bạc, một sợi băng hỏa linh khí cũng rót vào theo, đang muốn lần theo kinh mạch hướng xuống đan điền. Âm thanh kia bỗng hét to, chấm bảo ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy sao? Tiếng quát này cắt đứt quá trình thi châm của Hạ Thiên. Hạ Thiên cực kỳ khó chịu ngẩng đầu lên,
nhìn về phía phát ra âm thanh, ngươi là tên ngốc từ chỗ nào ra thế? Ngươi dám cắt ngang công việc của ta, ngươi muốn chết phải không? Không biết từ lúc nào, giữa không trung bỗng dưng xuất hiện một cánh cửa khép hờ, bên trong lộ ra một thân ảnh lờ mờ, thoạt nhìn là một người đàn ông khoảng 40 tuổi. Âm thanh kia quả nhiên phát ra từ trong cánh cửa đó, chấm chính là chúa tể duy nhất của tiên giới này, Huyền Dương Thiên Đế. Ta chẳng quan tâm ngươi là tiên đế hay hậu đế, tóm lại, đừng làm phiền ta, nếu không, bị đánh thì đừng bảo sao mình xui, Hạ Thiên khinh thường nói. Ha ha, ngươi tên Hạ Thiên đúng không? Huyền Dương Tiên Đế cũng không vì Hạ Thiên mạo phạm mà tức giận, ngược lại còn mỉm cười. Chuyện của ngươi, âm hậu đã nói cho chấm biết, chấm cũng rất hứng thú đối với ngươi. Cho nên, khi âm hậu nói muốn thiết kế mấy cửa ải khảo nghiệm ngươi, chấm đã để cho nàng ấy buông tay hành động. Chỉ là ta không nghĩ đến nàng ấy lại tính toán trưởng môn sáu trọng thiên vào luôn. Tuy nhiên, chấm đã đồng ý thì không thể đổi ý, chỉ là Cửu Sơn Vương vẫn còn tác dụng đối với chấm. Thần quang trận của ông ta, chấm có thể trực tiếp cho ngươi. Ngươi đang dạy ta làm việc, Hạ Thiên cau mày, ánh mắt không kiên nhẫn, đã đến niên đại nào rồi mà một tiếng chấm, hai tiếng chấm. Ngươi coi mình là hoàng đế thật sao? Huyền Dương Tiên Đế hơi tức giận, giọng nói lạnh lại, chấm là chủ của tiên giới, còn tôn quý hơn đám đế vương thế tục không biết bao nhiêu lần. Ngươi so sánh chấm với đám ngu xuẩn đó, ngươi đúng là khốn kiếp. Hạ Thiên mỉm cười, ta lại cảm thấy ngươi càng ngu ngốc hơn. Thôi được, nếu ngươi đã khăng khăng như thế, chấm cũng không muốn nói thêm. Huyền Dương Tiên Đế cũng lười dây dưa với một kẻ hạ giới, chấm ở thiên ngoại thiên chờ ngươi, hy vọng ngươi đừng để chấm thất vọng. Ngươi nói giống như mình ngon lắm. Hạ Thiên nhếch miệng, ngươi còn kém xa âm hậu, lại còn dám đùa nghịch huy phong trước mặt ta. Ngươi đơn giản chỉ muốn ăn đòn. Nếu là như thế, vậy ngươi hãy giải quyết cho tốt. Huyền Dương Tiên Đế cũng không tiếp tục sủa bậy, cánh cửa giữa không trung thoáng chốc biến mất không hề có dấu hiệu nào. Hạ Thiên cảm thấy đầu óc cái tên tiên đế này có bệnh, nhưng rất nhanh hắn đã ném ông ta ra sau ót, trực tiếp lấy thần quang trận bên trong đan điền lão giả tóc bạc, sau đó hấp thu sức mạnh bên trong. Thần quang trận bên trên Cửu Sơn Kiếm Môn cũng biến mất theo. Đệ tử Cửu Sơn Kiếm Môn cũng rơi vào trạng thái mờ mịt giống như đệ tử Vạn Lung Động Thiên và Bồng Lai Phúc Địa. Tuy nhiên, mấy điều này không hề liên quan đến Hạ Thiên. Hắn cũng chẳng hứng thú để ý đến tâm tư của những người đó. Hắn bay thẳng lên trời, lướt đến tầng thứ 5, tập tiên viện. Chấm. Trái đất, vườn đen. Y Tiểu Âm dùng châm pháp mà nàng nghiên cứu ra được từ cổ thư tiến hành trị liệu cho Annie. Thời gian hơi dài. Nhưng cũng may quá trình không đau đớn, thậm chí Annie còn ngủ thiếp đi trong quá trình trị liệu. Y Tiểu Âm thi châm kết thúc, trán không khỏi rịn mồ hôi. Nàng thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm, châm pháp này quả nhiên tiêu hao rất nhiều linh khí và thể lực. Xem ra ta cần phải cải tiến lại, cũng may hiệu quả cũng không tệ lắm. Nhìn Annie đang ngủ say, Y Tiểu Âm cảm thấy an lòng. Nàng đắp chăn cho cô bé, tránh cho cô bé cảm lạnh. Sau đó nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Thế nào rồi, bên ngoài, Mai Ngạo Tuyết cầm một ly rượu vang, nhẹ giọng hỏi. Y Tiểu Âm cau mày, thản nhiên đáp, cũng không tệ lắm. Bệnh tình của con bé đã hướng đến sự ổn định, chỉ cần trị liệu thêm vài lần là có thể khôi phục bình thường. Mai Ngạo Tuyết cũng cao hứng thay cho Annie, vậy thì tốt quá, cuối cùng không cần giống như ta, ở cái nơi rách nát này mười mấy 20 năm. Ngươi thật sự không có ý định trị liệu sao? Y Tiểu Âm quả thật là một bác sĩ có trách nhiệm. Nàng hỏi Mai Ngạo Tuyết lại lần nữa. Mai Ngạo Tuyết khẽ cười, lắc đầu nói, không cần, ta đã quen với tình trạng này. Chỉ cần không rời khỏi Lạc Thành, ta chính là một người bình thường. Đã như vậy, chỉ bằng giữ lại cái bệnh đó, xem như một thẻ đánh bạc. Y Tiểu Âm lạnh giọng nói, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Hắn không thích loại thẻ đánh bạc này đâu. Không sao, chỉ cần hắn thích ta là được. Mai Ngạo Tuyết tuyệt không thất vọng, cười nói, thẻ đánh bạc chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Ta cũng không có ý định dựa vào cái này mà tiếp cận hắn. Ngươi thật sự thích hắn hay là có mục đích khác đối với hắn? Y Tiểu Âm không thể không sinh lòng hoài nghi. Ta chẳng có mục đích gì cả. Mai Ngạo Tuyết cảm thấy thấy buồn cười vì sự cảnh giác của Y Tiểu Âm, ta không đoạt nam nhân của ngươi. Chỉ hy vọng làm nữ nhân của hắn mà thôi.
Y Tiểu Âm nhìn chằm chằm Mai Ngạo Tuyết, ngươi có thể gạt ta, nhưng tốt nhất đừng lừa hắn, bởi vì ngươi không chịu nổi hậu quả đâu. Tại sao ta lại phải gạt hắn? Mai Ngạo Tuyết vừa nói vừa mỉm cười, chỉ vào Y Tiểu Âm, Y Thần Y, không phải ngươi ghen chứ? Tại sao ngươi lại khẩn trương như vậy? Ta ghen, Y Tiểu Âm bật cười, cũng chẳng giải thích, tùy ngươi nghĩ như thế nào thì nghĩ. Mai Ngạo Tuyết đặt tay lên vai Y Tiểu Âm, yên tâm đi, ta có tính toán của ta, nhưng đối với ngươi, đối với Hạ Thiên, ta tuyệt đối không có ý đồ xấu. À, đúng rồi, ngươi nhờ ta hỗ trợ tìm người, ta đã tìm được. Ông ta ở đâu? Y Tiểu Âm lập tức hỏi. Mai Ngạo Tuyết đột nhiên mỉm cười, ý vị thâm trường nói, nhắc đến cũng trùng hợp. Ông ta đang ở vườn đen, nhưng bên phía thủy lao, ngươi có muốn đến đó xem không? Y Tiểu Âm không khỏi nảy sinh nghi ngờ, ông ta đang ở chỗ của ngươi. Mặc dù ta không biết vì sao ông ta đang ở đây, nhưng đích thật ông ta đang ở chỗ của ta. Mai Ngạo Tuyết gãi đầu, có chút khó hiểu, tuy nhiên, chỗ của ta bình thường chỉ tiếp nhận những phạm nhân có tiền, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ nhận những phạm nhân kỳ lạ không cách nào khống chế. Lục Thanh Tranh chính là người như vậy. Người kỳ lạ, Y Tiểu Âm nghi hoặc hỏi, người nói vậy là có ý gì? Chính là khác với người bình thường chứ sao? Mai Ngạo Tuyết mỉm cười giải thích, trước kia, Lục Thanh Tranh bị giam ở nhà giam vực sâu Tân Châu, là một lão đầu người Hoa. Ban đầu, ông ta chỉ là một kẻ lang thang. Khoảng 12 năm trước, tính cách của ông ta bỗng nhiên thay đổi, giết người như ngoé, cuối cùng một nhóm chiến sĩ siêu cấp xuất động mới chế phục được ông ta. Tuy nhiên, mấy năm gần đây, phàm là người bị giam cùng ông ta, thậm chí người giám sát xung quanh, tất cả đều tinh thần trở nên thất thường, sau đó có được năng lực khó hiểu. 7-8 năm trước, còn có người trốn thoát khỏi nhà giam vực sâu. Vì lý do an toàn, người ta đã gửi lão đầu nhi đó đến đây. Y Tiểu Âm gật đầu, những tin tức này hoàn toàn trùng khớp với nội dung bên trong nhật ký của Tiêu Thiên Địch. Mặc dù trong nhật ký Tiêu Thiên Địch đã vẽ cho mình không ít những tình tiết hoành tráng, nhưng ghi chép đối với Lục Thanh Tranh, đa số đều là thật. Y Tiểu Âm lên tiếng, ta muốn đi gặp ông ta một chút. Bây giờ, ánh mắt Mai Ngạo Tuyết hiện lên sự nghi hoặc. Đúng, ngay bây giờ, chẳng lẽ có cái gì không tiện sao? Y Tiểu Âm thuận miệng hỏi. Mai Ngạo Tuyết đang định nói cái gì đó, lời ra đến miệng lại lắc đầu, không có gì bất tiện cả. Đi thì đi, để ta cho người sắp xếp một chút. Được, Y Tiểu Âm nhìn ra được Mai Ngạo Tuyết dường như có lời gì muốn nói nhưng lại nuốt trở vào, nàng tất nhiên không tiện truy vấn. Rất nhanh, một nam tử da trắng cao lớn quần áo chỉnh tề cung kính bước đến trước biệt thự, nói với Mai Ngạo Tuyết, tiểu thư, ta đã sắp xếp xong xuôi, mời mọi người đi theo ta. Người đi trước dẫn đường đi, Mai Ngạo Tuyết cũng không khách sáo, trực tiếp ra lệnh. Vâng, nam tử cao lớn gật đầu, sau đó quay người đi đằng trước. Sau khi tiến vào nhà giam, những người gặp phải đều cúi đầu chào Mai Ngạo Tuyết, sau đó nhường đường, một lời thừa thãi cũng không có, càng không có người cố ý đến xung xoe. Y Tiểu Âm không thể không tán dương trong lòng, nhà giam này nhìn rất rộng rãi, tự do nhưng bên trong kỷ luật lại nghiêm minh. Đẳng cấp xâm nghiêm. Từ cách nói chuyện và hành động của quản ngục là biết. Phía dưới là thủy lao, Y Thần Y cần phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt. Đến trước một miệng cống, Mai Ngạo Tuyết bỗng quay đầu nói với Y Tiểu Âm, đó cũng không phải nơi tốt. Nếu chẳng may không chịu nổi, coi như mất thể diện. Y Tiểu Âm khinh thường nói, ngươi yên tâm đi, sự việc gì cũng không khiến cho ta cảm thấy giật mình đâu. Lời này thật ra không sai. Có thể làm nữ nhân của Hạ Thiên, nhất định tình huống nào cũng đã nhìn qua. Mai Ngạo Tuyết nở nụ cười tự giễu, chỗ của ta chỉ là những tình huống nhỏ bé nhất. Không bao lâu sau, nam tử cao lớn đã mở miệng cống. Một mùi hương cực kỳ phức tạp từ phía đối diện đánh tới, giống như thịt thối đã mấy tháng được người ta dùng lửa nướng lại, trong đó còn trộn thêm cái mùi nước thuốc gay mũi không cách nào nói rõ. Đúng là có chút khiến người ta không chịu đựng được. Người bình thường sẽ bị mùi vị này làm cho nôn mửa, nhịn không được mà quay người nôn một trận. Y Tiểu Âm chỉ khẽ cau mày, sau đó không còn ngửi thấy mùi này nữa. Quả nhiên lợi hại, ta thì không có cách nào, chỉ có thể uống thuốc chống đỡ một lát. Mai Ngạo Tuyết nhận lấy viên thuốc con nhộng nam tử cao lớn đưa đến, nhẹ nhàng bỏ vào trong miệng, Y Thần Y, chúng ta đi thôi.
Y Tiểu Âm cúi người bước vào miệng cống. Nàng băng qua một khoảng hành lang ngắn, cuối cùng là thang máy. Thủy lao nằm dưới mặt đất 1.000 mét. Mai Ngạo Tuyết hít sâu một hơi, sau đó nói với Y Tiểu Âm đằng sau. Y Tiểu Âm ngược lại không cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu nơi này giam giữ những phạm nhân siêu năng lực, đề phòng nghiêm mật như thế cũng không có gì đáng trách. Mấy phút sau, thang máy đi xuống đến nơi. Cửa vừa mở ra, Y Tiểu Âm nhìn thấy một cái hồ. Ngoại trừ nước trắng xóa thì cái gì cũng không có. Y Tiểu Âm có chút ngoài ý muốn, không khỏi quay đầu nhìn Mai Ngạo Tuyết. Đừng nóng vội, ta sẽ đem người lên cho ngươi. Mai Ngạo Tuyết mỉm cười, lấy tay nhấn vào một cái nút trên vách tường bên ngoài thang máy. Vách tường lập tức hõm xuống, lộ ra một cái bàn điều khiển. Nàng ấn liên tiếp một dãy số lên trên. Không bao lâu sau, nước trong hồ giống như được đun sôi. Một cái khoang trong suốt bịt kín chậm rãi dâng lên. Trong khoang giam giữ một lão giả khô gầy, mái tóc rối tung, nhìn khoảng 6-70 tuổi, chẳng khác gì mấy lão ăn mày không có nhà để về trên đường cái. Ông ta chính là Lục Thanh Chanh, Y Tiểu Âm nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, đừng nhìn ông ta ốm yếu như thế, nhưng khí lực lớn cực kỳ. Ngày nào chúng ta cũng phải tiêm cho ông ta rất nhiều thuốc an thần mới có thể giúp ông ta ngồi im. Mai Ngạo Tuyết chậm rãi giải thích. Y Tiểu Âm hỏi, có thể tìm một nơi yên tĩnh hay không? Ta có mấy lời muốn hỏi ông ta. Mai Ngạo Tuyết hơi do dự, nhưng ông ta là nhân vật vô cùng nguy hiểm, người không sợ. Ta tự có cách chế phục ông ta. Y Tiểu Âm nói, còn nữa, ta hy vọng khi ta nói chuyện với ông ta, không có người thứ ba nghe được. Mai Ngạo Tuyết mỉm cười, dường như cũng không ngại, người yên tâm đi. Vườn đen từ trước đến nay đều tôn trọng nhân quyền, cũng như tôn trọng bí mật cá nhân. Bởi vì thường xuyên có những nhân vật lớn các giới muốn moi tin tức từ miệng những người này, cho nên ở phương diện đó, chúng ta tuyệt đối đáng tin cậy. Y Tiểu Âm nói, vậy thì không còn gì tốt hơn. Đi thôi, ta dẫn người đến phòng tiếp phạm nhân. Mai Ngạo Tuyết lại thao tác lần nữa, hạ khoang xuống dưới đáy hồ, sau đó nói, ông ta đang ở đó chờ ngươi. Nói xong. Nước trong hồ đột nhiên tách sang hai bên, lộ ra một hành lang chính giữa. Nơi cuối cùng có một căn phòng trong suốt rất yên tĩnh. Lục Thanh Chanh đang ở trong phòng, khôi phục tự do, ngồi trên một cái ghế, nhưng vẫn nhắm mắt như cũ. Mai Ngạo Tuyết dẫn Y Tiểu Âm đến đó, mở cánh cửa phía sau, sau đó dặn dò, phòng này tuyệt đối cách âm, cho nên cuộc nói chuyện giữa các ngươi sẽ không truyền ra ngoài. Nhưng hành động của các ngươi nhất định phải được giám sát. Ta hiểu, Y Tiểu Âm gật đầu, sau đó bước vào phòng. Thuốc an thần sẽ mất tác dụng sau 3 phút. Mai Ngạo Tuyết lại nhắc nhở, người tốt nhất nên chế phục ông ta vào lúc này. Nếu không, chờ ông ta tỉnh lại nổi điên lên, chúng ta muốn cứu ngươi cũng không kịp. Y Tiểu Âm không nói thêm câu nào, chỉ cười cảm ơn đã nhắc nhở. Mai Ngạo Tuyết quay người đi, cửa phòng tiếp phạm nhân cũng đóng lại. Đừng giả bộ nữa, ngươi đã tỉnh lại từ trước rồi. Y Tiểu Âm cũng không có ý định chế phục Lục Thanh Chanh. Bởi vì nàng nhất định phải tự mình thăm dò, mới có thể xác định người này chính là người mà nàng muốn tìm. Ha ha ha, nữ oa oa, lực quan sát của ngươi cực kỳ nhạy cảm. Lục Thanh Chanh nghe xong, chậm rãi mở mắt, tuy nhiên, ngươi đúng là không sợ chết, lại dám xuất hiện trước mặt lão phu mà không hề có sự đề phòng. Y Tiểu Âm bình tĩnh nói, không cần đề phòng cái gì. Ngươi chẳng tạo thành uy hiếp gì cho ta đâu. Khó có được, khó có được. Ngươi so với nữ oa Mai Ngạo Tuyết còn cuồng hơn nữa. Lục Thanh Chanh cười to, chỉ vào Y Tiểu Âm mà nói, ngươi chắc chắn là tu tiên giả. Linh khí trên người ngươi rất dồi dào. Cũng lạ, linh khí trên tinh cầu này rất mỏng manh, hẳn không thể bồi dưỡng được loại tu tiên giả tinh thuần như ngươi. Nói xong, con người của ông ta đảo một vòng, chẳng lẽ trên người ngươi có linh bảo thông thiên? Không nhận hoàn cảnh câu thúc. Trên người ta chẳng có mấy thứ đó. Y Tiểu Âm biết lão đầu nhi này đang thăm dò nàng, nhưng nàng chẳng có thời gian ở đây chém gió với ông ta. Tiêu Thiên Địch là đồ đệ của ngươi. Lục Thanh Chanh gãi đầu, vẻ mặt mờ mịt hỏi, Tiêu Thiên Địch là ai? Ta không biết, cũng chưa từng nghe qua. Y Tiểu Âm chậm rãi nói, tên thật của hắn ta là Tiêu Vĩ. 7-8 năm trước, hắn ta bị giam cùng với ngươi. Về sau ngươi thu hắn ta làm đồ đệ. Hắn ta đã vượt ngục ra ngoài. Ồ, ngươi nói A Vĩ sao?
Mắt Lục Thanh Tranh sáng lên, cười nói, hắn ta cũng không phải đồ đệ của ta, cũng không xứng làm đồ đệ của ta. Lúc đó, lão phu có chút nhàm chán, cho nên đã dạy cho hắn ta một số công pháp khẩu quyết. Không nghĩ đến tiểu tử này cũng có chút cơ duyên, mèo mù đụng phải chuột chết, còn luyện được một thân chân khí. Đáng tiếc, tu vi của hắn ta chỉ là hư trúc. Đụng phải cao thủ chân chính, trên cơ bản một kích sẽ bị nát, chẳng có tác dụng gì. Ông ta ngẩng đầu nhìn Y Tiểu Âm, ngươi hỏi ta điều này, có phải A Vĩ đã chết rồi không? Đúng, Y Tiểu Âm gật đầu. Cũng bình thường thôi, Lục Thanh Tranh chẳng suy nghĩ, cũng không thương tâm, ngươi đến tìm ta, có phải muốn từ chỗ của ta đạt được công pháp tu tiên? Y Tiểu Âm nói, ta tìm ngươi chính là muốn ngươi xác nhận một số việc. Nói nghe thử xem, nếu lão phu cao hứng, ta sẽ trả lời. Nếu không cao hứng, ta sẽ giết ngươi. Lục Thanh Tranh nhếch miệng cười. Biểu hiện Y Tiểu Âm từ đầu đến cuối vẫn tương đối yên tĩnh, cũng không có thay đổi quá lớn, giọng nói cũng bình thản. Năm đó, 12 người các ngươi đến trái đất, có người bình an, có người xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà chết. Ta muốn biết, ngoại trừ ngươi, ngươi còn có người khác nào không? Ban đầu, ánh mắt Lục Thanh Tranh còn tràn ngập sự kiêu ngạo, nhưng sau khi nghe Y Tiểu Âm hỏi xong, sắc mặt không khỏi thay đổi, ngươi là ai? Vì sao ngươi lại biết cái này? Ngươi trả lời vấn đề của ta là được, chuyện khác không liên quan đến ngươi. Y Tiểu Âm lạnh giọng nói. Muốn chết, Lục Thanh Tranh bỗng nhiên hóa thành tàn ảnh, đôi bàn tay gầy guộc giống như gai sắt đâm vào cổ họng Y Tiểu Âm. Y Tiểu Âm cười nhạt, tiến lên nhẹ nhàng đạp nửa bước, cả người trở nên hư vô. Tàn ảnh còn chưa biến mất, người đã xuất hiện sau lưng Lục Thanh Tranh. Một ngân châm đâm thẳng vào sau ót ông ta. Phiêu Miễu Bộ, Lục Thanh Tranh mở to mắt, không thể tin nổi, tại sao ngươi lại biết Phiêu Miễu Bộ? Y Tiểu Âm thản nhiên đáp, ta đã nói, ngươi không cần biết mấy thứ này. Nhưng ngươi tốt nhất nên trả lời vấn đề của ta đi. Chẳng lẽ ngươi là đệ tử mà Nguyệt Sư Tỷ thu nhận trên trái đất? Lục Thanh Tranh kinh ngạc hỏi, có phải Nguyệt Sư Tỷ bảo ngươi đến không? Không phải, Y Tiểu Âm lắc đầu, ta đích thật có chút quan hệ với Nguyệt Thanh Nhã. Nhưng không phải quan hệ mà ngươi đã nghĩ. Ta đến chủ yếu để xác nhận thân phận của ngươi. Ngươi nói cho ta biết, những sư huynh sư tỷ của ta như thế nào rồi? Có phải bọn họ đã chết rồi hay không? Lục Thanh Tranh trừng mắt, quát lớn với Y Tiểu Âm. Nếu là Hạ Thiên, hắn chắc chắn một quyền đánh gục người này. Nhưng Y Tiểu Âm không phải Hạ Thiên. Thật ra, tính tình của nàng không phải không dễ nổi nóng, nhưng tố chất của nàng rất tốt, khí lượng rất lớn. Cũng không so đo sự mạo phạm này. Ta có thể nói cho ngươi biết, Y Tiểu Âm chậm rãi nói, bọn họ đều chết hết rồi. Quả nhiên là thế, biểu hiệu của Lục Thanh Tranh có hơi sa sút, mặc dù ta đã sớm có dự đoán, nhưng sau khi xác nhận, ta vẫn cảm thấy thất vọng và mất mát. Y Tiểu Âm nói, ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta. Ha ha, vấn đề kia của ngươi, thật ra ngươi hỏi rất ngu. Lục Thanh Tranh cười nhạo. Hơi trào phúng, nếu chúng ta có thể thông qua truyền tống trận đến trái đất, thế thì dựa vào đâu người khác lại không làm được chứ? Y Tiểu Âm hiểu ý trong lời nói của ông ta, nhưng nàng vẫn hỏi, nếu quả thật như vậy, tại sao trái đất chưa từng xuất hiện người như các ngươi trước kia? Bởi vì tinh cầu này của các ngươi quá rách nát chứ sao? Lục Thanh Tranh tức giận nói, muốn linh khí cũng không có linh khí, muốn thiên tài địa bảo cũng không có, muốn phúc địa động thiên cũng không luôn. Tu tiên giả kim đan kỳ trở lên thì quá chướng mắt, kim đan kỳ trở xuống thì tăng lên không được. Đây cũng chính là nguyên nhân trái đất bị liên minh tu tiên xem là khu vực phế khí. Y Tiểu Âm cũng không hoàn toàn tin tưởng Lục Thanh Tranh, vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Dù sao, Hạ Thiên cùng với các nữ nhân của mình đã tăng lên độ kiếp kỳ. Tuy nói Hạ Thiên là lệ riêng, nhưng cũng chứng minh được mọi thứ không có tuyệt đối. Ta không ngại nói cho ngươi biết. Phàm là tiên tông chính đạo, thật ra đều có dã tâm khai cương thác thổ, truyền bá giáo hóa. Không chỉ trái đất, rất nhiều tinh cầu trong vũ trụ mênh mông đều được tu tiên giả kiểm tra qua. Lục Thanh Tranh giống như bị Y Tiểu Âm khơi gợi cơn nghiệt, bắt đầu thao thao bất tuyệt, nhưng đa số tinh cầu đều hoang vắng, rách nát, không cách nào tu hành. Thật ra trái đất cũng còn tốt hơn một chút, vạn năm trước hẳn có linh chủng, nhưng tiến triển quá chậm. Vẫn không phải là nơi tu hành lý tưởng của đám tu tiên giả. Y Tiểu Âm nhẹ giọng nói, ý của ngươi là,
rất nhiều tu tiên giả đã đến đây nhưng không hề lưu lại. Ta cũng không nói như thế. Lục Thanh Chanh thề thốt phủ nhận, nhưng lại gật gù đắc ý, tuy nhiên, ở đây làm phàm nhân, dưỡng giả cũng không tệ. Ai có thể cam đoan trong đám tu tiên giả không có người suy nghĩ như thế chứ? Ta hiểu rồi, Y Tiểu Âm thở dài. Xem ra, nàng không thể moi được tin tức hữu dụng từ người này. Nàng hỏi một câu cuối cùng, người còn dạy đồ đệ nào nữa không? Lão Phu đã nói qua, ta chưa từng thu bất cứ đồ đệ nào. Lục Thanh Chanh bất mãn nói, ở Phiếu Miểu Tiên Môn, ta chỉ là một đệ tử bình thường, không có tư cách thu đồ. Tự mình thu đồ, nhất định sẽ bị môn quy xử phạt. Ta cũng không có suy nghĩ ngồi ăn rồi chờ chết ở trái đất này. Y Tiểu Âm quan sát hai mắt Lục Thanh Chanh, trong cơ thể của ngươi có rất nhiều cơ quan đã chuyển thành ung thư. Ngươi có thể sống đến bây giờ đã là kỳ tích, chẳng lẽ ngươi còn có suy nghĩ muốn quay lại Tiên Vân Đại Lục? Đương nhiên là có. Lục Thanh Chanh nhìn Y Tiểu Âm, tức giận nói, nếu không, ta bồi dưỡng Tiểu Vĩ để làm gì? Ta muốn hắn ta gây ra một số động tĩnh, để Nguyệt sư tỷ hoặc mấy vị sư huynh sư tỷ khác chú ý đến ta, sau đó mang ta về. Y Tiểu Âm cũng không đem chuyện của Nguyệt Thanh Nhã nói cho Lục Thanh Chanh biết, ta chúc ngươi sớm ngày thực hiện nguyện vọng này. Khoan đã, Lục Thanh Chanh phát hiện Y Tiểu Âm có ý định muốn đi, nếu ngươi đã biết những việc này. Hẳn ngươi có quan hệ không tầm thường với Nguyệt sư tỷ. Ngươi có thể truyền lời giúp ta, bảo nàng ấy nể tình đồng môn nhiều năm mà cứu ta một lần không? Y Tiểu Âm hiếu kỳ nhìn Lục Thanh Chanh, ngươi đến để giết nàng ấy, ngươi cảm thấy nàng ấy sẽ cứu ngươi sao? Ai nói ta đến giết tỷ ấy? Ta chỉ phụng mệnh lệnh sư tôn đến mang nàng ấy về Phiếu Miểu Tiên Môn mà thôi. Lục Thanh Chanh giải thích, ta bởi vì tỷ ấy mà gặp rủi ro đến lúc này. Tỷ ấy nhất định phải chịu trách nhiệm. Bằng không, cho dù tỷ ấy quay lại Phiếu Miểu Tiên Môn, tỷ ấy cũng khó mà thoát khỏi sư tôn và môn quy trách phạt. Y Tiểu Âm từ chối cho ý kiến lập luận thiếu logic này, ngươi quá lo lắng vấn đề đó rồi. Vấn Thiên Quân đã chết. Ngươi nói hưu nói vượn gì đấy? Lục Thanh Chanh sửng sốt một hai giây, sau đó giận dữ, cả người run lên, dường như muốn thoát khỏi khống chế của ngân châm sau đầu. Đây là sự thật. Y Tiểu Âm bình thản giải thích, năm đó, ông ấy dùng phân thân trà trộn vào 12 người các ngươi đến trái đất, muốn cưỡng ép mang Nguyệt Thanh Nhã về Tiên Vân Đại Lục, nhưng sau đó đã bị đánh chết. Thì ra chỉ là phân thân bị giết, Lục Thanh Chanh hơi bình tĩnh lại, nhưng sau đó lại tiếp tục hoài nghi, không đúng, cho dù phân thân sư tôn, đối phó với Nguyệt sư tỷ cũng dư xài, tại sao lại bị giết? Y Tiểu Âm thản nhiên đáp, về sau bản tôn đến cũng bị giết. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Lục Thanh Chanh chửi tục, chỉ vào Y Tiểu Âm mà nói, ngươi còn bất kính với sư tôn như thế, lão phu nhất định sẽ chém ngươi thành muôn mảnh. Có tin hay không thì tùy ngươi. Y Tiểu Âm cũng chẳng muốn lãng phí thời gian. Nàng đã thu được tin tức mà nàng muốn biết, chỉ cần ngân châm vẫn còn sau ót ông ta cũng không thể gây ra hành động bất lợi nào cho nàng. Nếu đã như vậy, nàng chẳng cần thiết phải lãng phí thời gian với ông ta. Ta xin phép ra về, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Khoan đã, ngươi dừng lại cho lão phu. Ai bảo ngươi đi, lời ngươi nói vừa rồi là gì? Sư tôn bị ai giết chết? Rốt cuộc Nguyệt sư tỷ đang ở đâu? Lục Thanh Chanh trợn trừng mắt, vừa định phi thân ngăn lại Y Tiểu Âm. Kết quả sau đầu tê dần, cả người nhất thời tê liệt ngã xuống đất. Y Tiểu Âm cũng không trả lời, bước ra khỏi phòng, trở về lại thang máy. Nói xong rồi à? Mai Ngạo Tuyết đứng bên trong thang máy, cười nhẹ hỏi Y Tiểu Âm, ông ta dường như rất kích động. Ngươi nói với ông ta cái gì thế? Y Tiểu Âm thản nhiên nói, tốt nhất là đừng hỏi. Được thôi, vậy thì không hỏi. Mai Ngạo Tuyết ấn mấy cái nút, một lần nữa gây tê Lục Thanh Chanh, sau đó đưa vào trong khoang thuyền bịt kín. Sau khi về lại biệt thự, Y Tiểu Âm nói lời tạm biệt. Bệnh tình Annie đã ổn định. Chỉ cần mấy tháng sau đến tái khám cho cô bé là được. Nàng không còn lý do để ở đây nữa. Mai Ngạo Tuyết vội giữ lại, đừng vội đi như thế. Lạc Thành còn có rất nhiều món ăn ngon. Ta còn chưa dẫn người đi thử mà. Ta không có hứng thú với những thứ đó. Y Tiểu Âm từ chối, trong nước còn có bệnh nhân đang chờ ta trị liệu. Ta không có tâm trạng ở đây chơi đùa. Mai Ngạo Tuyết khinh thường thái độ của Y Tiểu Âm, người tận tâm quá đấy. Bác sĩ mà, chỉ là một chức nghiệp, làm công ăn lương mà thôi,
cần chi phải liều mạng như thế. Người có chí riêng, Y Tiểu Âm lạnh nhạt nói, người có cùng quan điểm với ta hay không, chẳng liên quan gì đến ta, ta cũng chẳng cần người khác tán đồng. Mai Ngạo Tuyết cũng không giữ lại, được thôi, để ta đưa ngươi ra sân bay. Y Tiểu Âm nói lời tạm biệt Tiểu Annie, sau đó ngồi chiếc Lincoln rời khỏi vườn đen. Nhưng nàng rời đi chưa được bao lâu, một chiếc xe hơi màu đen lặng lẽ đi theo đằng sau. Tiểu thư, có xe đi sau, có cần, nam tử cao lớn nói với Mai Ngạo Tuyết. Mai Ngạo Tuyết khoát tay, cười nói, không cần để ý đến. Nếu chẳng may xảy ra chuyện ngoài ý muốn, điều này sẽ tổn hại danh dự của công ty ta. Nam tử cao lớn do dự nói. Ở Lạc Thành này, vẫn chưa có người nào dám đụng đến xe của ta. Ánh mắt Mai Ngạo Tuyết bỗng hiện lên sát khí, lạnh giọng nói, ta biết bọn họ là ai. Bọn họ không có gan trêu chọc ta đâu. Trên xe, Y Tiểu Âm cũng phát hiện có người theo dõi đằng sau, nhưng nàng cũng không nói gì thêm, chỉ nhắm mắt dưỡng thần. Một giây sau, một luồng không khí đen như mực chậm rãi chui vào trong xe, bao vây cả người Y Tiểu Âm, sau đó rất nhanh tiêu tán, ngay cả Y Tiểu Âm cũng biến mất theo. Reyna đang tập trung lái xe, dường như không phát hiện ra. Rất nhanh, xe đã đến sân bay. Y Tiểu Thư, đã đến nơi rồi. Reyna dừng xe, nhẹ giọng nói một câu ra sau lưng, kết quả không thấy ai trả lời. Nàng vô thức quay đầu nhìn lại, phát hiện chỗ ngồi đằng sau đã không còn ai. Thật kỳ lạ, người đâu? Đầu Reyna đầy dấu chấm hỏi, nhìn quanh một lát, cũng không thấy bóng dáng Y Tiểu Âm, không khỏi cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ nàng ấy đã xuống xe, mà ta thì không để ý. Trong lúc nàng đang suy nghĩ, điện thoại bỗng nhiên vang lên, là tin nhắn của Mai Ngạo Tuyết. Nàng chỉ cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó đạp chân ga rời khỏi sân bay. Còn đi chưa được vài giây, Reyna vừa lúc nhìn thấy một ô tô màu đen đi đằng sau. Reyna vô thức nhìn liếc qua, kết quả sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Chiếc xe bên kia không có một bóng người, chỉ có một luồng khí màu đen đang chậm rãi tiêu tán, nhưng chiếc xe vẫn di chuyển với tốc độ cao, rất nhanh đụng phải hàng rào, sau đó nổ tung. Cùng lúc đó, tại một sòng bạc cách sân bay mấy ngàn mét, trong phòng tổng thống tầng cao nhất. Năm nam tử mặc áo đen đứng tại năm điểm của một trận pháp. Bọn họ đều mặc áo màu đen, ngay cả mũ cũng màu đen, mặt đeo một tấm khăn che mặt màu đen, trên quần áo tản ra đường vân lóe sáng quỷ dị, miệng còn lẩm bẩm những câu tối nghĩa. Không bao lâu sau, một luồng khí lưu màu đen từ ngoài cửa sổ bay vào, rơi vào trên không trận pháp. Chờ đến khi khí lưu tan hết, Y Tiểu Âm đột nhiên xuất hiện chính giữa trận pháp. Y Tiểu Âm im lặng đánh giá gian phòng. Nàng nhìn thấy năm nam tử mặc áo đen, nhưng cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Bởi vì bọn họ chỉ là người ngâm sướng, còn người thật sự triệu hoán nàng đến đây nhất định là người khác. Đừng lẩn trốn nữa, ta đã nhìn thấy ngươi. Y Tiểu Âm thản nhiên nói, ngươi phí nhiều công sức như vậy gọi ta đến, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ta đùa đấy mà. Một thanh niên tóc đỏ vóc người cao lớn từ một nơi hẻo lánh bước ra, vừa vỗ tay vừa cười nói, ta ngưỡng mộ Y Tiểu Thư đã lâu, cho nên ta cố tình mời ngươi đến đây để tâm sự. Ngươi là ai? Y Tiểu Âm lạnh lùng hỏi. Thanh niên tóc đỏ cười nói, ta là người đại diện trường sinh thánh điện ở Lạc Thành, tên Tề Khoa Phu. Ta gọi ngươi đến đây là muốn tâm sự với ngươi chuyện trường sinh bất tử. Tập tiên viện, người cũng như tên, mang ý nghĩa nơi chúng tiên tập hợp. Trên dưới nơi này đều là tầng mây trắng xóa, ngẫu nhiên có những mái hiên cong vuốt lộ ra ngoài đám mây. Quan trọng nhất, nơi này chính là nơi linh khí nồng đậm nhất trong toàn bộ tiểu tiên giới, đậm đến mức mắt trần cũng có thể thấy được. Giữa không trung lưu động một luồng khí tức màu vàng nhạt, thỉnh thoảng còn có ánh sáng lóe lên rồi biến mất. Hạ Thiên bước đi trên đám mây mềm mại, cứ bước đi được vài bước lại có một sợi linh khí rót vào trong cơ thể của hắn. Không bao lâu sau, hắn giống như ánh lửa thu hút đom đóm, rất nhiều sợi linh khí không ngừng xông vào bên trong đan điền của hắn. Chuyện gì xảy ra thế? Hạ Thiên cảm thấy kỳ lạ, lẩm bẩm vài câu. Hỏa Cửu Linh không biết đi theo từ lúc nào, nhẹ giọng giải thích, nơi này có linh khí phù du, có ý thức nhất định, sẽ phụ thuộc cường giả mà bọn chúng nhận định. Bọn chúng lựa chọn hạ trưởng môn, khẳng định ngươi còn mạnh hơn cả trưởng môn ở đây. Hạ Thiên cũng không có phản ứng quá lớn. Khoát tay nói, ta thấy phiền phức quá,
nhưng được rồi, cứ theo ý chúng đi. Cái này, được rồi. Hỏa Cửu Linh vốn muốn nói cái gì đó, nhưng nghe Hạ Thiên nói, đành phải nuốt trở về, vô cùng khéo léo đi theo sau lưng hắn. Một lát sau, càng lúc càng có nhiều linh khí phù du rót vào cơ thể Hạ Thiên, nhiều đến mức nhìn từ đằng xa, Hạ Thiên giống như một luồng ánh sáng màu vàng di động. Cảnh tượng này dẫn đến đệ tử tuần sát các bộ tập tiên viện chú ý. Một số quay lại chính điện tập tiên viện báo cáo với thượng cấp, một số thì bay đến chỗ Hạ Thiên. Người đến là ai? Tại sao lại tự tiện cướp đoạt linh khí tập tiên viện chúng ta? Một đệ tử tuần sát mặc áo bào trắng đứng trước mặt Hạ Thiên. Hạ Thiên khoát tay, ta không có hứng thú với đám côn trùng này, là chính bọn chúng tìm đến ta, đuổi cũng đuổi không đi. Hoang đường, nam tử mặc áo bào trắng hiển nhiên không tin Hạ Thiên, nghiêm túc khiển trách, ở tiên giới, ngoại trừ tiên đế và trưởng môn các trọng thiên, linh khí phù du căn bản không chủ động phụ thuộc bất cứ kẻ nào. Rõ ràng ngươi đã dùng thủ đoạn tà môn ngoại đạo, cưỡng ép mang đi. Lúc này, Hỏa Cửu Linh lên tiếng giải thích, vị này là Hạ Thiên hạ trưởng môn, thực lực của hắn đã vượt qua trưởng môn các trọng thiên, linh khí phù du vốn có thuộc tính thích mạnh, lựa chọn đi theo hắn cũng là chuyện bình thường mà. Hạ Thiên hạ trưởng môn, nam tử mặc áo bào trắng ngẩn ra, sau đó quát lớn với Hỏa Cửu Linh, ngươi là ai? Tại sao ta chưa hề nghe nói qua tiên giới còn có người tên Hạ Thiên hạ trưởng môn? Hỏa Cửu Linh ngược lại có chút cung kính với nam tử mặc áo bào trắng. Nàng chắp tay hồi đáp, ta là con gái Bồng Lai Vương đời trước Hỏa Cửu Linh. Vị hạ công tử này đã đánh bại Bồng Lai Vương, Vạn Lung Vương, Ly Hỏa Vương và Cửu Sơn Vương, còn đoạt được ấn ký trưởng môn trong đan điền của bọn họ. Dựa theo quy củ tiên giới, bây giờ hắn chính là trưởng môn bốn trọng thiên bên dưới. Chỉ là còn chưa nhận được sắc phong chính thức của tiên đế mà thôi. Ngươi đang nói hưu nói vượn gì đấy? Tóm lại, các ngươi mau chóng rời khỏi tập tiên viện. Bằng không, đừng trách chúng ta ra tay vô tình. Nam tử mặc áo bào trắng nghe Hỏa Cửu Linh nói, lại càng cảm thấy hai người này vô cùng khả nghi. Nam tử trước mắt nhìn rất bình thường, chẳng có gì lạ, nhiều nhất cũng chỉ là tu vi kim đan kỳ, tại sao có thể là đối thủ của bốn vị trưởng môn kia được, lại còn đánh bại cả bốn. Quả thật là chuyện thiên phương dạ đàm. Lại một tên muốn ăn đòn. Hạ Thiên lắc đầu, tùy ý vươn tay, sau đó một bàn tay quạt đến trước mặt nam tử mặc áo bào trắng, cút sang một bên, đừng cản đường. Nam tử mặc áo bào trắng nhìn thấy bàn tay Hạ Thiên cách mặt hắn ta càng lúc càng gần, cũng không có ý định né tránh. Trình độ công kích này, ngay cả cương khí hộ thể của hắn ta cũng không phá nổi, hắn ta lạnh giọng quát, ta là chấp sự tuần sát ti tập tiên viện. Người dám ra tay với ta, đó chính là khiêu khích tập tiên viện. Bổn chấp sự có quyền, chữ giết còn chưa nói ra miệng, bàn tay của Hạ Thiên đã nặng nề quất vào mặt của hắn. Cái gì cương khí hộ thể, một chút tác dụng cũng không có. Cả người hắn ta bị quạt bay, biến mất mấy trăm mét bên ngoài thiên vực. Lớn mật, dám ra tay với chấp sự tuần sát, bắt lại cho ta. Một đệ tử tuần sát thấy thế, giận dữ quát lớn. Bao vây Hạ Thiên và Hỏa Cửu Linh. Hỏa Cửu Linh âm thầm thở dài. Nàng vốn tưởng nơi này có thể hòa bình một chút, kết quả vẫn là trở mặt. Vừa rồi chỉ là cảnh cáo. Nếu ngươi không muốn chết thì đừng cản đường. Hạ Thiên nhếch miệng, hiện tại tâm trạng của ta không được tốt, ra tay sẽ rất nặng. Đừng trách trước đó ta không nhắc nhở các ngươi. Đúng là cuồng vọng, nam tử mặc áo bào trắng từ đằng xa bay trở về, nhìn thấy Hạ Thiên lại càng phẫn nộ. Lập tức rút ra trường kiếm sáng như tuyết, dự định giết chết Hạ Thiên ngay tại chỗ, cuồng đồ như ngươi, không giết ngươi, ngươi sẽ không biết cái gì là thiên điều. Hạ Thiên trừng mắt nhìn những người này, nếu ngươi đã muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Trong lúc Hạ Thiên đang định ra tay, từ chỗ cao trong đám mây bỗng nhiên truyền xuống một âm thanh, đệ tử tuần sát nghe lệnh, các ngươi lui ra sau, để bọn họ lên. Đây là giọng của trưởng môn. Nam tử mặc áo bào trắng sừng sốt, trong lòng cũng cảm thấy có chút kỳ quái, lập tức đáp lại một câu, hồi trưởng môn, hai người này bộ dạng khả nghi, lại tự tiện cướp đoạt linh khí phù du của chúng ta hoài nghi bọn họ chính là tà tu xâm lấn tiên giới. Cứ để bọn họ lên, âm thanh kia không nghe hắn ta giải thích, chỉ lặp lại năm chữ đằng sau. Nam tử mặc áo bào trắng nghe ra được sự tức giận trong lời nói của trưởng môn, cũng không dám nói thêm gì nữa. Đành phải phất tay ra lệnh tất cả đệ tử tuần sát thối lui, nhường ra một đường.
ta đã sớm bảo mở ra rồi mà. Hạ Thiên khinh thường nhìn đám đệ tử tuần sát, coi như vận khí các ngươi tốt, hôm nay tránh được một kiếp. Nam tử mặc áo bào trắng hừ nhẹ một tiếng, hiển nhiên không phục lắm. Hạ Thiên cũng không rảnh rỗi tốn thời gian với mấy tiểu nhân vật kia. Hắn nhún người nhảy lên, bay thẳng đến cung điện cao nhất trên đám mây. Hắn vừa bay, linh khí phù du trong phạm vi mấy trăm dặm xung quanh hắn đều sao động, biến thành từng luồng trường hồng nhanh chóng chui vào bên trong cơ thể Hạ Thiên. Cảnh tượng này đúng là ngàn năm khó gặp, rất nhiều đệ tử tập tiên viện đều sợ ngây người. Chuyện gì xảy ra thế? Linh khí phù du đều điên hết rồi sao? Là tiên đế giáng lâm tập tiên viện chúng ta sao? Khá lắm, linh khí phù du khổng lồ như vậy, so với tiên đế năm đó chỉ có hơn chứ không kém. Nhìn mặt lạ quá, nhưng tu vi chỉ có kim đan kỳ. Không thể nào, ngươi nhất định đã hoa mắt. Đúng đấy, chúng ta cũng kim đan kỳ, nhưng tại sao không thấy linh khí phù du tìm chúng ta? Chấm. Mặc dù Hạ Thiên tai mắt thông linh, nhưng cũng chẳng hứng thú nghe mấy lời bàn tán này. Hắn đã đến chỗ cao nhất tập tiên viện, cánh cửa đại điện đã mở rộng, thậm chí còn có một lão đầu nhi lông mày và râu nối thành một mảnh cười ha hả chờ hắn bên ngoài. Ngươi là Hạ Thiên Hạ trưởng môn. Lão nhân này ngược lại rất thức thời, trực tiếp công nhận thân phận của trưởng môn của Hạ Thiên, lão phu Ngô Bách Trương đợi đã lâu. Hạ Thiên đánh giá lão giả, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, lão đầu, ngươi biết ta. Lão phu đích thật quen biết ngươi, nhưng ngươi chưa từng gặp ta. Ngô lão đầu cười ha hả, trước cửa không phải là nơi để nói chuyện. Chúng ta vào trong uống một chén trà, như thế nào? Ta không có thời gian. Ta đến là để lấy ấn ký trưởng môn trong đan điền của ngươi. Mặc dù Hạ Thiên cảm thấy lão đầu nhi này rất khách sáo, nhưng hắn có chuyện cần làm, cũng sẽ không mềm lòng, ngươi muốn ta ra tay hay tự ngươi giao ra. Không vội, Ngô lão đầu khoát tay với Hạ Thiên, cười nói ta biết ngươi muốn làm gì. Không phải ngươi còn kỳ hạn 2 ngày sao, lên trên cũng chỉ còn 2 trọng thiên. Đối với ngươi mà nói, thời gian đã rất dư dả, không phải sao? Hạ Thiên nghe xong, ngược lại dễ chịu hơn một chút, gật đầu nói, ngươi nói nghe cũng được, nhưng ta không có hứng thú uống trà với nam nhân, lại còn là lão đầu nhi xấu xí. Ha ha, yên tâm đi, lão phu có mấy câu muốn nói với ngươi. Ngô lão đầu cũng không tức giận, cười khẽ 2 tiếng, chỉ cần ngươi nghe xong, lão phu sẽ tự động dâng lên ấn ký trưởng môn, cũng không làm chậm trễ của ngươi bao nhiêu thời gian. Tuy nói ngươi rất yêu nghiệt. Nhưng muốn bắt lão phu cũng không phải chuyện dễ dàng. Cho nên, có thể nói đạo lý thì nói, cần chi phải chém chém giết giết chứ. Hạ Thiên nghiêm túc nói, con người của ta thích nhất là nói đạo lý, xưa nay không lạm dụng bạo lực. Hỏa Cửu Linh nghe xong, không tự chủ được đưa mắt nhìn sang. Ngươi không lạm dụng bạo lực, trên thế giới này còn ai lạm dụng bạo lực nữa? Mời vào, thái độ của Ngô lão đầu đối với Hạ Thiên đích thật rất khiêm cung. Cũng được, nhưng ngươi tốt nhất đừng nên nói nhảm quá nhiều. Tính tình của Hạ Thiên xác thực không tốt, nhưng cũng không phải là người không biết nói đạo lý, cũng không phải loại người ngang ngược vô lễ. Dưới đa số tình huống, toàn là người khác vô lễ với hắn, hắn mới ăn miếng trả miếng thôi. Hạ Thiên bước vào đại điện cùng với Ngô lão đầu, Hỏa Cửu Linh bị ngăn ngoài cửa, nàng cũng không tức giận, với địa vị và thực lực của nàng, có thể lên đến tầng thứ 5 đã là vinh dự lớn lao rồi. Vừa lúc mượn nhờ linh khí phù du, nàng dự định củng cố tu vi của mình. Lão phu cũng không thích nói nhảm, cho nên ta xin nói thẳng. Ngô lão đầu mời Hạ Thiên ngồi xuống, sau đó đi thẳng vào vấn đề, thật ra lão phu cũng không còn sống được bao lâu nữa. Đại nạn chính là những ngày này. Hôm nay Hạ trưởng môn đến, ta muốn giao lại tập tiên viện cho ngươi. Đại nạn của ngươi không phải mấy ngày nay, mà chính là hôm nay. Hạ Thiên hờ hững nhìn Ngô lão đầu, tùy ý nói. Quả nhiên là thần y, Ngô lão đầu gật đầu khi ta còn trẻ, ta cũng đã từng đến giới thế tục, đã có quen biết với sư phụ của ngươi, quỷ y Trương Minh Đà. Chuyện của ngươi, ta cũng đã cho người thu thập qua. Ta vốn chọn một thời cơ, mời ngươi đến để kéo dài tính mạng cho lão phu. Mạng này của ngươi không kéo được nữa đâu, ngươi lo chuẩn bị hậu sự đi. Hạ Thiên quả quyết nói. Một chút khách sáo cũng không. Ngô lão đầu cười ha hả, nói với Hạ Thiên, ta cũng biết, cho nên suy nghĩ cũng đã thoáng hơn. Nhưng tập tiên viện là tâm bệnh của lão phu,
nhất định phải sắp xếp thật tốt trước khi đi. Ngươi chính là nhân tuyển tốt nhất của tập tiên viện. Ta không hứng thú, Hạ Thiên lắc đầu từ chối. Ngô lão đầu khuyên bảo, chỉ cần ngươi trở thành trưởng môn, ấn ký trưởng môn sẽ thuộc về ngươi, sẽ không có bất kỳ hậu hoạn gì, cũng không cần ngươi làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần ngươi gật đầu là được. Hạ Thiên nửa giây cũng không thèm cân nhắc, chỉ nói lại ba chữ, không hứng thú. Vì sao? Ngô lão đầu thật sự không hiểu suy nghĩ của Hạ Thiên, trong giọng nói mang theo sự nghi hoặc rất lớn, việc này đối với ngươi trăm lợi mà không có một hại. Nếu ngươi sợ gánh vác sự vụ tông môn rườm rà, ngươi có thể giao cho phó trưởng môn đi xử lý, ngươi không cần đích thân đi làm. Nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, Hạ Thiên nhếch miệng, ta không hứng thú chính là không hứng thú. Ngươi mau đưa ấn ký trưởng môn cho ta, ta thấy ngươi làm người cũng không tệ lắm, cho nên ta mới để ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Bằng không, ta đã sớm đích thân ra tay rồi. Ngô lão đầu trừng mắt nhìn Hạ Thiên, ánh mắt dần dần hiện lên sự không kiên nhẫn, nhưng rất nhanh ông ta đã cố đè xuống, lão phu là người sắp chết, chẳng lẽ ngay cả yêu cầu nho nhỏ đó mà ngươi cũng không đồng ý. Huống chi, đây chính là chức trưởng môn tập tiên viện, trong giới ngoài giới đều có rất nhiều người muốn đoạt lấy, ngươi thật sự không động tâm. Cái này có gì để động tâm chứ? Đám ngu ngốc đó muốn đoạt thì cứ để bọn họ đoạt. Hạ Thiên hờ hững nói, ta và ngươi không quen biết, ngươi lại sắp chết, có liên quan gì đến ta, dựa vào đâu mà bảo ta đáp ứng yêu cầu của ngươi? Xem ra ngươi quyết tâm muốn từ chối lão phu. Ngô lão đầu thay đổi sắc mặt, âm trầm như nước, khí thế quanh thân cũng phóng ra ngoài, xác thực còn muốn hùng hậu hơn trưởng môn những tầng dưới rất nhiều, hoàn toàn không giống một kẻ hấp hối sắp chết. Hạ Thiên nói trắng ra ngươi còn không phải muốn ép ta cúi đầu sao? Đáng tiếc, đám người các ngươi còn không xứng. Lão phu cho ngươi chỗ tốt lớn như thế, ngươi cúi thấp đầu xuống thì có làm sao? Gương mặt Ngô lão đầu hiện lên sự khinh thường, ngươi chỉ là người hạ giới, có thể trở thành trưởng môn một trọng thiên đã là phúc phận tu luyện ngàn năm rồi. Ngươi nên quỳ xuống dập đầu cảm ơn mới đúng. Vậy để ta cho ngươi một chút phúc phận, ngươi quỳ xuống dập đầu trước ta đi. Hạ Thiên cười một tiếng. Làm càn, Ngô lão đầu bỗng dưng phát ra kim quang, dùng tay chỉ vào Hạ Thiên, một luồng sấm sét màu vàng đột nhiên xuất hiện. Giữa ngón tay Hạ Thiên lật ra một ngân châm đâm tới luồng sấm sét đó. Luồng sấm sét lập tức dừng lại, sau đó vỡ ra, phát ra tiếng vang chói tai, khiến cho cả tập tiên viện đều phát run. Bên ngoài đại điện, rất nhiều đệ tử tập tiên viện vây quanh bên ngoài, nhìn thấy động tĩnh này, không khỏi nhìn nhau. Thầm nghĩ chẳng lẽ bên trong đánh nhau thật sao? Hỏa Cửu Linh, người mà ngươi mang đến rốt cuộc có lai lịch gì? Cũng dám ra tay với trưởng môn, đúng là chán sống. Cũng tốt, cứ để trưởng môn trị tên cuồng đồ đó một trận. Giết tên tiểu tử đó là tốt nhất, đảo loạn tiên giới, tội đáng chết vạn lần. Hỏa Cửu Linh, chờ sau khi tiểu tử kia chết, sai lầm ngươi phản bội tiên giới cũng phải thanh toán luôn. Đúng. Thiện nhân ngươi trốn không thoát đâu, chờ chết đi. Đám đệ tử tập tiên viện nhìn Hỏa Cửu Linh mà kêu gào. Hỏa Cửu Linh vẫn thái độ không coi ai ra gì, khoanh chân ngồi trước điện, lẳng lặng điều tức, hoàn toàn không để ý người khác đang nói cái gì. Vận mệnh của nàng đã trói cùng một chỗ với Hạ Thiên, nhưng nàng tuyệt không lo lắng. Trải qua một loạt sự kiện trước đó, nàng đã sinh ra sự tin tưởng mù quáng đối với Hạ Thiên, cũng không cho rằng Hạ Thiên sẽ thất bại. Kẻ thua chính là kẻ địch của hắn. Có người không vừa mắt, quát lớn với Hỏa Cửu Linh, Hỏa Cửu Linh, thái độ này của ngươi là gì? Thái độ của ta thì làm sao? Hỏa Cửu Linh mở to mắt hỏi ngược lại, các ngươi hy vọng ta có thái độ gì với các ngươi? Các ngươi đúng là cuồng vọng, dám khinh thường chúng ta ở tập tiên viện này. Chờ cái gì, cứ trực tiếp đưa nàng ta đến chấp pháp đường. Ta thấy chi bằng giải quyết ngay tại chỗ luôn. Nếu các ngươi có gan đó, các ngươi cứ việc ra tay. Hỏa Cửu Linh khinh thường nhìn đám người trước mặt, bằng không, tất cả im miệng cho ta. Ngươi muốn chết, quả nhiên có người không chịu nổi, rút kiếm định xông lên giết chết Hỏa Cửu Linh. Thủ vệ trước điện lập tức ngăn cản, dừng lại cho ta. Người kia quát lại, ngươi cản ta làm gì? Tiện nhân cuồng vọng như vậy, không giết, tập tiên viện còn mặt mũi nào mà tồn tại? Trưởng môn còn chưa lên tiếng. Các ngươi ai cũng không được phép làm loạn. Thủ vệ trước điện lạnh giọng đáp. Nhưng,
vẫn có người tức giận khó bình, người kia đang đánh nhau với trưởng môn trong đại điện, chẳng lẽ còn muốn chúng ta duy trì cung kính với nàng ta? Hỏa Cửu Linh thản nhiên nói, ta khuyên các ngươi tốt nhất nên giữ bình tĩnh, bởi vì rất nhanh trưởng môn của các ngươi sẽ thay người. Ngươi nghe thấy nàng ta nói gì không? Giết nàng ta! Ngươi câm miệng cho ta! Thủ vệ trước điện cũng cực kỳ bất mãn với Hỏa Cửu Linh, nhưng trưởng môn đã dặn, hắn ta không thể chống lại mệnh lệnh, nếu ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ, đừng trách ta không khách sáo với các ngươi. Hỏa Cửu Linh cười nhạo, ngươi nói giống như ngươi đánh thắng được ta vậy. Thủ vệ trước điện giận sôi lên, nhưng vẫn cố nhịn, chỉ cảnh cáo một câu, ta khuyên ngươi nên yên tĩnh một chút. Nếu trưởng môn giải quyết được tên tiểu tử kia, ngươi không có chỗ cậy vào, đến lúc đó ngươi phải làm sao bây giờ? Hạ trưởng môn không thể nào thất bại được, Hỏa Cửu Linh ngạo nghễ nói. Những người khác sau khi nghe xong, chỉ mỉm cười, hoàn toàn không tin Hỏa Cửu Linh. Hỏa Cửu Linh cũng lười giải thích, yên lặng chờ đợi cuộc chiến trong điện kết thúc. Mọi người càng cảm thấy kỳ quái, sau khi một tiếng sấm rền vang lên, bên trong đại điện trở nên yên tĩnh hoàn toàn, vô cùng quỷ dị. Đệ tử tập tiên viện không khỏi sinh lòng nghi hoặc, vội suy đoán bên trong đại điện rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngay cả Hỏa Cửu Linh cũng cảm thấy lạ, theo tính cách của Hạ Thiên, nếu thắng, hắn sẽ trực tiếp xử lý trưởng môn ở đây, sau đó phá vỡ thần quang trận, bay lên trọng thiên cao hơn, tại sao bây giờ còn chưa ra? Có khi nào tên tiểu tử đó bị trưởng môn đánh chết rồi không? Tất nhiên rồi, trưởng môn có tu vi như thế nào chứ, thu thập một kim đan kỳ còn không phải dễ trở bàn tay à? Ta cũng đoán như vậy, tiểu tử kia sớm đáng chết, còn phản đồ tiên giới Hỏa Cửu Linh cũng nên chết luôn đi. Trong lúc đệ tử tập tiên viện kích động không thôi, thần quang điện trên bầu trời tập tiên viện bỗng trở nên ảm đạm, sau đó hóa thành quang trần, tiêu tán không thấy. Không ổn rồi, thần quang trận biến mất rồi. Chẳng lẽ trưởng môn đã, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Ta không tin, làm sao trưởng môn có thể thất bại được. Lúc này, Hạ Thiên từ bên trong đại điện chậm rãi bước ra, thản nhiên nói, ông ta bại không phải là chuyện rất bình thường sao. Kêu la cái gì? Hỏa Cửu Linh vội chạy lên đón Hạ Thiên, kêu ầm lên, Hạ trưởng môn, ta biết ngươi tuyệt đối sẽ không thua. Đi! Còn thừa lại một trọng thiên, chính là thiên ngoại thiên. Hạ Thiên lẩm bẩm, cửu nha đầu nhất định đang sốt ruột chờ ta không thể chậm trễ được nữa. Bỗng nhiên, một thanh niên mặc áo bào tím bước ra ngăn Hạ Thiên lại, khoan đã, ngươi không thể đi. Biến, đừng cản đường ta, Hạ Thiên không kiên nhẫn nói. Ngươi đã làm gì trưởng môn chúng ta, vì sao thần quang trận lại biến mất, nam tử áo bào tím quát hỏi Hạ Thiên. Thần quang trận đương nhiên đã bị ta thu lại. Hạ Thiên nhếch miệng, điều này liên quan gì đến ngươi? Đương nhiên là có, ta là phó trưởng môn Lưu Ích Vạn của tập tiên viện. Nam tử áo bào tím nghiêm túc quát, nếu Ngô trưởng môn chết rồi, Lưu Mỗ sẽ tự động tiếp nhận chức trưởng môn, làm sao cũng không đến phiên người hạ giới như ngươi. Đúng, tuyệt đối không thể bỏ qua cho hắn. Ngô trưởng môn chết trong tay hắn, không giết hắn. Tập tiên viện chúng ta còn mặt mũi nào mà tồn tại? Lưu trưởng môn, ngài mau báo thù cho Ngô trưởng môn. Ý của các đệ tử tập tiên viện chính là như vậy. Thần quang trận chính là ấn ký trưởng môn, tuyệt không thể rơi vào tay người ngoài. Huống chi, người ngoài này còn vừa mới giết Ngô trưởng môn. Hạ Thiên khinh thường nói, người muốn làm trưởng môn thì cứ việc nói thẳng, nói nhảm như thế để làm gì? Mau giao thần quang trận ra đây, nếu không bổn trưởng môn sẽ không tha cho ngươi. Nam tử áo bào tím rút ra một thanh đại kiếm lập lòe, đâm thẳng cổ họng Hạ Thiên. Lão đầu kia còn chưa chết mà. Hạ Thiên cười nói, bây giờ ngươi xác định muốn tự xưng trưởng môn. Không, không chết, sắc mặt nam tử áo bào tím không khỏi thay đổi, vô thức nhìn thoáng qua đại điện, rõ ràng hắn ta không cảm nhận được khí tức của Ngô Bách Trương, lập tức phẫn nộ quát, ngươi chỉ đang nói năng bậy bạ. Ông ta không chết. Có vẻ như ngươi không được vui cho lắm. Hạ Thiên quay lại gọi một tiếng, Ngô lão đầu, nếu ngươi còn không ra, ta sẽ xử lý cái tên ngu ngốc này. Mọi người nghe Hạ Thiên nói, không khỏi cùng nhau nhìn về phía đại điện. Khụ khụ khụ, ta đến đây, bộ xương già của ta còn chưa đến mức bị ngươi giày vò đâu. Ngô Bách Trương mặt mũi tràn đầy gió xuân từ trong đại điện bước ra,
không còn biểu hiện khí suy sắp chết như trước đó, nhưng châm pháp của ngươi đúng là thần kỳ, lão phu còn chưa kịp cảm ơn ngươi nữa. Ngô trưởng môn, ngươi không chết, mắt nam tử áo bào tím như muốn rơi xuống đất, kinh ngạc không thôi. Ngô Bách Trương bất mãn nhìn hắn ta, thế nào, ngươi ước gì lão phu chết à? Cái này, tất nhiên không phải rồi. Nam tử áo bào tím nghẹn họng, không biết nên nói cái gì, nhưng trong lòng âm thầm cảm thấy kỳ quái. Hắn ta biết đại nạn của Ngô Bách Trương sắp đến, cho nên mới dám nói chuyện như thế. Bởi vì, dựa theo quy củ tông môn, nếu Ngô Bách Trương có chuyện gì ngoài ý muốn, phó trưởng môn là hắn ta có cơ hội thượng vị rất lớn. Nhưng bây giờ Ngô Bách Trương nhìn rất sung mãn, tuyệt không giống người sắp chết. Rất nhiều đệ tử tập tiên viện đều sửng sốt, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thần quang trận biến mất, đại diện cho Ngô Bách Trương đã chết. Dù sao, thiên điều tiên giới có quy định, trưởng môn các trọng thiên không thể tự tiện giao ra ấn ký trưởng môn. Sự việc cũng đơn giản thôi. Ngô Bách Trương thấy chúng đệ tử nghi hoặc, lập tức lên tiếng, lão phu rất thưởng thức vị hạ tiểu đạo hữu này, cho nên đã giao ấn ký trưởng môn cho hắn ta, từ nay về sau. Hắn ta chính là trưởng môn danh dự của tập tiên viện. Trưởng môn danh dự, đệ tử tập tiên viện như muốn nằm mộng. Chuyện quái gì thế nhỉ? Ngô Bách Trương thản nhiên nói, hạ trưởng môn đã chữa khỏi bệnh dữ nhiều năm cho lão phu, đương nhiên lão phu phải báo ân rồi. Ấn ký trưởng môn đã mất đi tác dụng đối với lão phu, nếu các ngươi có ý kiến thì có thể tìm ta. Hoặc, không có ấn ký trưởng môn, các ngươi sẽ không nhận người trưởng môn này. Đệ tử tập tiên viện lúng túng không dám lên tiếng. Dù sao, địa vị của Ngô Bách Trương không thể dung chuyển. Ấn ký trưởng môn đối với ông ta mà nói đúng là không có tác dụng quá lớn. Nhưng thiên điều tiên giới có quy định, ấn ký trưởng môn không thể tùy tiện giao cho bất cứ kẻ nào. Nam tử áo bào tím vẫn còn đang định dãy giụa. Hắn ta nói với Ngô Bách Trương, đó không phải vật cá nhân của ngươi, sao có thể tùy tiện đưa cho người ngoài. Không. Hạ trưởng môn không phải người ngoài. Ngô Bách Trương mỉm cười, vừa nãy ta đã bái hắn làm thầy, về sau hắn chính là sư tổ của các ngươi. Sư tổ. Tất cả đệ tử tập thiên viện đều há to miệng, quai hàm như muốn rớt xuống đất, gương mặt khó có thể tin nổi. Hạ Thiên nhếch miệng, này, lão đầu nhi, ta còn chưa đồng ý mà. Không sao, lão phu thừa nhận là được. Ngô Bách Trương cũng không làm giá, vui lòng phục tùng, về sau. Lão phu sẽ cư xử với ngươi như một người đệ tử, tuyệt không có chỗ nào là không cung kính. Ngươi cứ tự nhiên, Hạ Thiên lười nói nhảm với lão nhân, ta không rảnh ở đây nói nhảm với ngươi. Nam tử áo bào tím cũng cảm thấy chuyện này hồ nháo thật sự, mắng to, Ngô Bách Trương, cho dù ngươi là đại trưởng môn, ngươi cũng không nên làm ẩu như vậy. Lão phu không hề làm ẩu, ngược lại còn rất tập trung. Ngô Bách Trương cười ha hả. Vị hạ tiểu đạo hữu này rất hợp khẩu vị của lão phu, hơn nữa tu vi còn cao thâm mà chắc. Lão phu nhất thời nhìn không được liền bái hắn làm thầy. Nói đùa cái gì vậy? Nam tử áo bào tím giận tái mặt, khiển trách, đường đường là trưởng môn tập tiên viện ngũ trọng thiên, nhưng lại chơi đùa với người ngoài như thế. Loại người ti tiện hạ giới như hắn, ngay cả làm đệ tử tập tiên viện ta cũng không xứng. Bành! Vừa dứt lời. Nam tử áo bào tím đã bị trưởng ấn lôi đình đánh bay, không rõ sống chết. Lão phu không có nói đùa, mặt Ngô Bách Trương vẫn không thay đổi, thu tay lại, lạnh giọng nói, khinh sư phụ của ta chính là khinh ta. Bất kính đối với hắn chính là khi sư diệt tổ, đáng chết. Hỏa Cửu Linh nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, toàn thân nổi da gà. Ban đầu, nàng tưởng Hạ Thiên cùng lắm đánh bại Ngô trưởng môn, sau đó chiếm ấn ký trưởng môn. Kết quả tình thế còn ly kỳ hơn so với nàng tưởng tượng. Hạ trưởng môn, ông ấy đang làm cái gì vậy? Hỏa Cửu Linh không khỏi thấp giọng hỏi Hạ Thiên, rốt cuộc chuyện gì đã phát sinh bên trong đại điện? Cũng chẳng có chuyện gì. Hạ Thiên nhếch miệng, thản nhiên đáp, ông ta đánh một bộ quyền cho ta xem, sau đó ta phá quyền pháp của ông ta bị hù chết. Ta là người có tâm địa thiện lương, cho nên đã đâm cho ông ta một châm. Sau khi sống lại, ông ta lập tức quỳ xuống cầu ta nhận ông ta làm đồ đệ. Làm sao có chuyện ta nhận đồ đệ vừa già vừa xấu như ông ta chứ? Nghe xong, Hỏa Cửu Linh không khỏi liếc mắt, nói với Hạ Thiên, Hạ trưởng môn, nếu ngươi không muốn nói thì có thể không nói, cũng đâu cần thiết phải gạt ta như thế. Hạ Thiên thuận miệng nói, đây là sự thật.
tất cả quỳ xuống cho lão phu, gọi sư tổ. Ngô Bách Trương trợn mắt quét ngang bốn phía, lạnh lùng nhìn đám đệ tử tập tiên viện, người nào không gọi chính là không nhận trưởng môn ta, cũng không cần làm đệ tử tập tiên viện nữa. Đám đệ tử tập tiên viện nhìn nhau, đành phải lần lượt quỳ xuống, gọi Hạ Thiên, bái kiến sư tổ. Hạ Thiên lười biếng nói, Ngô lão đầu, cho dù ngươi có làm chuyện gì đi chăng nữa, ta cũng không trị bệnh cho ngươi đâu, chuyện thu đồ lại càng không có. Ta chỉ nhận mỹ nữ làm đồ đệ thôi. Không sao, Ngô Bách Trương cười nói, một châm trước đó của ngươi, lão phu đã thăm dò rất lâu. Mặc dù không thể phá được ảo diệu bên trong, nhưng chỉ cần thuận theo lộ pháp vận hành của châm pháp, lão phu có thể kéo dài tính mạng của mình cũng không thành vấn đề. Hạ Thiên cảm thấy lão nhân này đủ gian hoạt, nhưng cũng chẳng tạo thành bất lợi gì cho hắn, muốn giữ lại thì cứ giữ lại đi. Cung tiễn sư phụ, Ngô Bách Trương thấy Hạ Thiên muốn đi, lập tức nghiêm mặt chắp tay. Mấy ngàn đệ tử tập tiên viện không thể không kêu theo cung tiễn sư tổ. Hạ Thiên không thèm để ý, trực tiếp bay thẳng lên lục trọng thiên. Đây cũng chính là thiên cuối cùng tiến vào thiên ngoại thiên. Chấm. Một bên khác, Y Tiểu Âm đã nghênh đón một khiêu chiến không nhỏ trong cuộc đời của mình, cũng không phải đối thủ khó chơi bao nhiêu mà là hơi buồn nôn. Trường sinh bất tử, Y Tiểu Âm không biết vị tề khoa phu trước mặt là ai, nhưng cũng quyết định lấy bất biến ứng vạn biến, ta không biết lời này của ngươi là có ý gì. Điều này có gì khó hiểu đâu, tề khoa phu mỉm cười, đưa tay ra hiệu cho mấy người áo đen ra ngoài, còn mình thì rót một ly rượu vang, ngồi xuống ghế salon, cười như không cười nói, trừ phi ngươi cố ý giả bộ hồ đồ, mà ta thì rất không thích điều này. Y tiểu thư, ngươi tốt nhất đừng phạm lần thứ hai. Y Tiểu Âm cũng là người đã trải qua chiến trận, làm sao có thể vì một câu tùy tiện của người khác mà sợ hãi. Nàng vẫn bất động thanh sắc như cũ, ta đích thật không hiểu ngươi đang nói cái gì. Được rồi, bởi vì ngươi là y thần y, ta còn có thể tìm được sự hữu dụng từ phía của ngươi, cho nên ta sẽ phá lệ mà thẳng thắn hơn với ngươi. Sắc mặt tề khoa phu trở nên âm trầm nhìn chằm chằm Y Tiểu Âm một hồi, đặt ly rượu vang lên bàn, hai tay khoanh trước ngực, nói như vậy, tuổi thọ của ta cũng sắp đến, nhưng ta không muốn chết. Cho nên ta muốn hỏi thăm một số biện pháp trường sinh bất tử từ y thần y. Y Tiểu Âm thản nhiên nói, ta chỉ là một bác sĩ bình thường mà thôi, chỉ sợ ngươi tìm nhầm người rồi. Này, đủ rồi, đột nhiên tề khoa phu gầm lên một tiếng, hai tay ôm trán, mắng to, an phận cho lão tử một chút. Y Tiểu Âm lấy làm kinh hãi, không biết hắn ta đang nói chuyện với ai, dĩ nhiên không giống như đang nói chuyện với nàng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 149.